cho nó dễ nào. Ở đây toàn nick đọc rất khó của Trà Minh Đức nhá. 10 năm tháng 12, cùng ngày tháng năm sinh ở đây nha. Cô chào Trần Ánh Tuyết nhé. Các bạn viết tên ra để cô xem, cô đọc, cô chào tên cho dễ. Chào tất cả mọi người nhé. Xin chào mọi người nha. Các bạn chia sẻ để lại cho cô họ tên ngày tháng năm sinh nhé. Câu hỏi kèm theo để cô hướng dẫn các bạn ở trên này. Anh Tuyết, công việc và tình yêu 2004 còn rất là ít tuổi thôi. Đấy, mình không nên yêu sớm đâu. Đấy, cô chào Đức Hoài nha. Cô chào An Lê. Cô chào mọi người nhé. 2004 năm nay mới có 17 tuổi giáp thân thôi. Không nên yêu sớm đâu. Học hành đi. Chào Đức Hoài nha. Chào An Lê. Cô chào mọi người nhé. Buổi tối ngày hôm nay là ngày dương lịch là ngày bao nhiêu? Ngày mùng 10 à? Dương lịch thì hôm nay là ngày 11 tháng 12 năm 2020 và hôm nay là cuối tuần rồi. Hôm nay là thứ sáu. Bây giờ là 21 giờ 17 phút. Hiện tại cô đang phát trực tiếp để hướng duyên với mọi người. Thì hoan hỉ các bạn lên trợ duyên chia sẻ để chúng ta tiếp tục đồng hành cùng nhau để giúp Bách Gia chăm họ được nhiều hơn. Cô chào Pháo Chậu, cô chào Bảo Trang, cô chào Hiền Lê nhá. Cô chào mọi người nhá các bạn. Cô Endeavor nhiều mà đặt câu hỏi mà chưa được trả lời hả? Được rồi, tại vì là ở trên này thì các bạn comment nó cũng trôi rất là nhanh. Có người thì cô đọc được, có người thì cô chưa kịp đọc. Đấy. 8 năm thì lần tình duyên lận đận nè. Lận đận lắm cô ơi. Chào Đỗ Thanh nhá, chào Hòa Hà nhá. Cô chào Trịnh Văn Cầu sinh năm 83 nhá. Cô chào Nguyễn Văn Trọng Kiên sinh năm 91 nhá. Các bạn chia sẻ mạnh lên để cô nhìn thấy comment của mình nào. Được rồi, trong buổi tối ngày hôm nay nhá. Hôm nay là ngày 11 tháng 12 năm 2020 và hiện tại là cô đang phát trực tiếp để hữu duyên với các bạn. Thì hoan hỉ các bạn lên chia sẻ để chúng ta tiếp tục đồng hành cùng nhau. Số điện thoại thì cô đã ghi ở trên màn hình rồi. Đó là 0866 505 866. Số điện thoại là Zalo của cô nhé. Facebook cũng thế. 0866 505 866. Cô đã ghi ở trên màn hình được cho các bạn có thể là nhìn thấy số điện thoại của cô. Bây giờ các bạn để lại họ tên ngày tháng năm sinh. Bây giờ là 21 giờ 18 phút các bạn nhé. Các bạn để lại họ tên ngày tháng năm sinh nhé. Rồi, các bạn có thể là vào follow để lần sau cô phát trực tiếp thì các bạn sẽ nhìn thấy cô phát trực tiếp luôn. Được rồi, cô hữu duyên bạn Huyền. Comment tên tuổi nhá, ít nhất phải có họ và tên ngày tháng năm sinh cho cô nhá. Cô chào bạn Lạc Đời để lại họ tên ngày tháng năm sinh cho cô. Lô Thị Huyền sinh năm 2001. Bạn Lô Thị Huyền sinh năm 2001 là tuổi Tân Tỵ, nhớ kỹ cho cô tránh tháng 11, 12 âm lịch, không được tụ tập chỗ đông người và không nên đi đâu quá khuya và quá xa trong cái tháng 11, 12 âm lịch cuối năm nay nhé. Vận hạn của bạn sẽ rơi vào tháng 11, tháng 12 âm lịch năm nay, xe cộ đi lại và cẩn thận cho cô nhá. Cô hướng duyên với bạn Mai Thị Huệ sinh năm 1995. Bạn Mai Thị Huệ sinh năm 1980, 95, 95 là tuổi Ất Hợi, năm nay 26 tuổi, đứng cái chữ Ất. Bản thân của mình năm nay hạn La Hầu chiếu, đi đâu phải cẩn thận cho cô một chút. Thứ nhất là về đường kinh tế, làm ăn cẩn thận cho cô nhé. Muốn đầu tư làm ăn cái gì đó tốt nhất dừng lại cho cô, năm nay không nên tư làm ăn cái gì quá lớn liên quan đến kinh tế, kiểu là mất tiền mất của nhé. Trần Thị Anh Thư sinh năm 1999. Bạn Trần Thị Anh Thư sinh năm 1999 là tuổi Kỷ Mão đến như Kỷ, tuổi này không có số đi xa, bản thân của mình đi xa không được thuận đâu nhá. Năm nay không nên đi xa tại vì mình hạ Thái Bạch chiếu, đi xa không được thuận. Còn về đường tình duyên trước khi lập gia đình cắt cho có cái duyên âm nhá. Võ Thị Phương sinh năm 2002 là tuổi Nhâm Ngọ. Võ Thị Phương sinh năm 1992 à, năm 2002 là tuổi Nhâm Ngọ đứng chữ Nhâm. Cái tuổi Nhâm Ngọ đứng chữ Nhâm của bạn Phương, tuổi này tuổi căn đồng số lính, có căn có số, tuổi này là đận là hai lần đò, mình vướng phải căn đồng số lính tướng số làm thầy, sau này một là phải tiến tứ phủ, hai là phải ra trình đồng ở phủ nhá. Bản thân cái tuổi Nhâm Ngọ tuổi này là không nên đi xa đâu, đi xa cũng không được thuận vì cái đường công danh sau này đâu. Nguyễn Minh Thuật sinh năm 1984 Giáp Tý.
Bạn Nguyễn Minh Thuật sinh năm 1984 là tuổi Giáp Tý mệnh Kim, năm nay Thổ Thổ sinh Kim, năm nay thay đổi công việc làm ăn cũng không được thành công. Bản thân cái tuổi này là hay có tính cả nể thương người, đôi khi thương không phải chỗ. Công danh sự nghiệp làm ăn kinh tế làm ăn thì kiếm tiền rất giỏi, nhưng 3 năm về đây làm ăn tiền của không có, không động được tiền, toàn thấy tiền ra đi và làm cái gì là động chạm đến tiền cái đó. Năm nay kinh tế của mình đã đi xuống, không có sự đi lên nhé. Từ giờ đến cuối năm cũng như chưa nhìn thấy lộc về. Câu hỏi 19 20 đến ngày năm 19 năm 2020 đến thời điểm hiện tại, trong gia chung nội tộc nhà mình đã có cái tang nào chưa? Nếu chưa có thì liên quan năm nay cẩn thận, kẻo có báo tang trong năm nay nhé. Từ giờ đến cuối năm còn 2 tháng nữa, tang tốc cẩn thận có nhé. Võ Phước Quang sinh năm 1994. Bạn Võ Phước Quang sinh năm 1994. 94 là cái tuổi Giáp Tuất, Giáp Tuất là mệnh hỏa. Bản thân cái tuổi Giáp Tuất này cũng thế, năm nay không nên thay đổi công việc làm ăn liên quan đến kinh tế nhé. Và bản thân của mình là không nên làm ăn chung với bất kỳ ai nhá. Bản thân mình không có số làm ăn chung đâu, làm ăn chung chỉ được 6 tháng quay đầu thôi là bắt đầu là đi xuống ngay, không được thuận cái đường công việc làm ăn nhá. Không nên làm ăn chung, vận hạn của mình rơi vào tháng 9 đã qua rồi nhá. Từ giờ đến cuối năm không hạn không đáng kể đâu. Cách đây vài hôm em có mơ bắt được đàn rắn. lè luôn rồi nó để em thả nó. Khi mà mình mơ thấy rắn ấy thì là mình cũng phải lưu ý một chút cho cô, tại vì bản thân của mình là nặng về phát căn số thì mới mơ được nhiều thứ rắn như thế nhá. Trần Đức Lương sinh năm 1999. Bạn Trần Đức Lương sinh năm 1999, 99 là tuổi Kỷ Mão, năm nay cũng hạn thái bạch chiếu bạn Trần Đức Lương. Nói về đường công danh sau này có quý nhân phù trợ, bản thân của mình có người đỡ đần với cái đường công danh sau này nhá. 1999 là tuổi Kỷ Mão của bạn, có số đi xa, con đường đi xuất ngoại cũng rất là tốt nên đi xa cho cô. Sang tháng 11 đang dự định làm cái gì đây? Sang tháng 11 ở đây cô thấy là đường kinh tế của mình có nhá, ít tuổi thôi nhưng sang tháng 11 là có lộc, chả biết làm gì đâu nhưng mà có tiền đấy. Nhưng mà lưu ý một chút về công bạn bè, không nên tin người quá nhá, không nên tin bạn tin bè quá mà ôm dơm nặng bụng nhá. Trần Thị Biên sinh năm 1995. Bạn Trần Thị Biên sinh năm 1995 tuổi Ất Hợi. Trần Thị Biên đứng chữ Ất, A Di Đà Phật. Công việc làm của mình hiện tại đã có rồi nhé. Trong công việc làm của mình có được thuận buồm xuôi gió, ở đây cũng là được thuận cái đường công danh, có số đi xa đây nhé. Bản thân của mình có một bà cô linh thiêng, chính ra mình là có một bà cô linh thiêng và mình là thỉnh thoảng là hơi hơi bị hơi thỉnh thoảng là hay nấc và hay nghẹn cổ đấy. Có không thì có comment cho cô để cô xem tiếp cho mình. Là mình căn số à. Nguyễn Đức Hùng sinh năm 99 cũng thế, năm nay hạn về sao thái bạch chiếu. Bản thân của bạn Nguyễn Đức Hùng 3 tháng 3 năm 1999, mình sinh vào cái tháng Tiệc Mẫu A Di Đà Phật, bản thân con không có duyên âm nhá, không có duyên âm đi theo đâu, yên tâm về cái đường tình duyên của mình nhá, duyên của mình rất là thuận chứ không phải là có duyên âm đâu, yên tâm đi. Cao Văn Nam sinh năm 1985. Bạn Cao Văn Nam sinh năm 1985 là tuổi Ất Sửu. Cao Văn Nam đứng chữ Ất thì biến vong tuổi này thân tự lập thân, bươn trải cuộc sống, tha phương lập nghiệp nhá. Thân tự lập thân mình có như ngày hôm nay cũng từ bàn tay trắng mà làm nên mà ra. Bản thân của mình A Di Đà Phật, câu hỏi sẽ là gia chung nhà mình có ai lấy hai vợ hay không nhá. Nhưng mà mình cũng phải lưu ý một chút, cái số của mình là sau này cũng phải là số lấy hai vợ đấy nhá. 1985 Ất Sửu tuổi này linh đinh là bấp bênh trắc trở, sự nghiệp chưa được thành công cho lắm. Tuổi này có số đi xa, phúc phần của mình không được hưởng về lộc gia tiên đâu, mình không được ở đất các cụ gia tiên tiền tổ để lại cho mình đâu, mà bản thân của mình thân tự lập thân thì mới có sau này nhá. Năm nay hạ tam tai, lưu ý cho cô một chút từ giờ đến cuối năm nhá. Nguyễn Hải sinh năm 1979. Bạn Nguyễn Hải sinh năm 1979 là Kỷ Mùi, năm nay là đứng trước Kỷ, không nên cho ai mượn tuổi làm nhà từ giờ đến cuối năm, kể cả sang năm cũng thế nhá. Lê Văn Huy sinh năm 1998. Bạn Lê Văn Huy sinh năm 1998, cái tuổi 98 là tuổi Mậu Dần. A Di Đà Phật, nếu mà nói với cái tuổi Mậu Dần của bạn Lê Văn Huy đứng chữ Mậu nhá. Tuổi này tháng 10 vừa, trong cái tháng này đã liên quan đến kinh tế tiền của gì chưa? Nếu chưa có thì sang tháng 11 cẩn thận liên quan đến kinh tế nhá. Cái đầu của mình để ở đây là thỉnh thoảng hơi đau một chút này, có không? Nếu có comment cho cô nào nhá. Về cửa nhà gia sự mồ mả đất cát, âm phần gia chung đứng âm phần các cụ gia tiên tiền tổ nhà mình thì 10 phân thì vẹn cả 10, mồ mả không bị động nhá, thờ cúng các cụ gia tiên được đất ở yên. Đấy gọi là 10 phân thì vẹn cả 10 về phần âm đường âm nhà mình nhá, không ảnh hưởng không liên quan gì đâu. Hà Văn Dũng sinh năm 1980, vợ sinh năm 1982 à? Hà Văn Dũng sinh năm 1980, vợ là sinh năm 1982, 80 canh thân là mệnh mộc 82 nhâm tuất là mình thủy, thủy mộc, mộc thủy thì xung khắc với nhau. Hai cái tuổi này xác định ăn ở với nhau trọn đời thế kiếp về sau, phải di cung hoán số đấy nhá. Phải di cung hoán số cải tử hoàn sinh nhá. Nói về đường công việc làm của hai vợ chồng mình cũng thế. Nói về tuổi hai vợ chồng mình, cái tuổi công cung mệnh vợ chồng mình nhé, thổ thủy xung khắc với nhau, một người là mệnh mộc, một người là mệnh thủy. Mộc thủy nhá.
Thì nói về cái tuổi này là xác định ăn ở với nhau là phải di cung ăn số. Bản thân cái tuổi 82 nhâm thuất đôi khi là tính nết thay đổi thất thường một chút. Bản thân cái tuổi 80 canh thân biến vi cô. Canh cô thì mẫu quả tuổi mình là hơi nóng tính một chút nhá. A Di Đà Phật, trong cái tuổi hai vợ chồng dạ đôi khi là không được hợp nhau về cái khẩu đâu nhá, hay khắc khẩu với nhau. Đôi khi là không được chung cái lời ăn tiếng nói cho lắm. Từ giờ đến cuối năm sang tháng 11 âm lịch làm ăn có lộc về. Ở đây là mình chưa bị bó lộc sang tháng 11 âm lịch nhá. Đến Tết vẫn còn có tiền mà tiêu Tết thôi, không sợ đâu. Cô chào mọi người nhé, hôm nay xem hơi trầm đúng không? Cảm thấy nó hơi trầm một chút nữa. Các bạn chia sẻ mạnh lên nào. Ở trên này thì cô không em mình đang hỏi xem là gia đình nhà mình thôi chứ không phải là bản thân mình nhá, gia đình nhà mình ấy. Đinh Thành Nam sinh năm 1997. Đinh Thành Nam sinh năm 1997, 97 là tuổi Đinh Sửu bạn Đinh Thành Nam nhá. Đinh Sửu Tỵ Dậu Sửu thì năm nay vẫn vướng phải tam tai, hạn của mình là năm nay hạn tam tai, hết sang năm mới hết hạn tam tai của mình. Cái tháng 6 âm lịch vừa rồi là cái đường công danh của làm ăn của mình thì rất là tốt, có sự đi lên nhưng mình để tuột tay mất rồi nhá. Bản thân của mình muốn được công thành danh toại ít nhất phải qua cái tuổi 36 37 trở đi cơ, ít nhất phải qua cái tuổi 36 37 thì công việc làm ăn mới được công thành danh toại. Số của mình tuổi Đinh Sửu đứng chữ Đinh tuần này cũng có số đi xa, con đường đi xuất ngoại rất là tốt. Sau này có ý định đi xa thì đi cho cô. Bản thân của mình có linh cảm rất tốt, cái giác quan thứ 6 rất chuẩn, mình có thể là linh cảm được mọi việc, việc nào sắp xảy ra, việc tốt hay việc xấu chuẩn bị đến với mình là mình biết đấy nhá. Đấy là gọi là cái giác quan thứ 6 của mình nhá. Phạm Thu Hà sinh năm 1996. Bạn ấy viết chữ rất to nhìn rõ. Phạm Thu Hà sinh năm 1996, 96 là tuổi Bính Tý biến vi vương, tuổi này cũng là người căn quả đây này, sát bóng hoàng quan đấy nhá. Tháng 5 âm lịch đã liên quan đến kinh tế mất tiền trong cái tháng 5 âm lịch vừa rồi chưa? Tháng 9 đã liên quan đến kinh tế chưa? Tháng 5 và tháng 9 đã liên quan đến tiền chưa? Tháng 10 âm lịch đường tình duyên rất đẹp và tháng 11 âm lịch cũng thế nhá. Bản thân của mình là trong tháng 10 và tháng 11 âm lịch vì đường tình duyên cung duyên rất là đẹp nhá. Phạm thì Trà Giang sinh năm 1990. Bạn Phạm Trà Giang sinh năm 1990 là tuổi Canh Ngọ biến phi cô. Tuổi Canh Ngọ biến vi cô này tuổi này là cũng không vướng phải cô thần quả tú. Đứng trước canh biến vi cô tuổi này hơi buồn về cái đường tình duyên sau này nhá. Buồn về đường tình duyên, cái cổ của mình là hơi mỏi một chút, công danh sự nghiệp làm lộc ăn buôn bán cũng có đây. Nếu như mà mình muốn làm ăn kinh doanh buôn bán thì cũng làm được, bản thân của mình đã có lộc buôn lộc bán nhá. Khương Thị Hồng Quân sinh năm 2003. Chữ viết rất to, đọc rất là dễ. Đúng không? Bạn là Khương Thị Hồng Khương Nguyễn Hồng Quân sinh năm 2003 là kế tuổi Quý Mùi, năm nay 18 tuổi đứng chữ Quý, sang năm 2021 19 tuổi đi tôn nhang bản mệnh cho cô nhé. Đi tôn nhang bản mệnh cho cô cái tuổi 2003 nhé. Tuổi Quý Mùi A Di Đà Phật, học hành thi cử có sự đỗ đạt nhá. Thi cử có sự đỗ đạt, nếu học hành của mình bây giờ đã vẫn còn đang học, học hành thi cử số có sự đỗ đạt về sau. Nhưng mà về đường công danh sau này có xin vào nghề nhà nước thì hơi khó, còn làm nghề tự do thì ở đâu cũng thiếu cũng cũng có việc làm. Bản thân của mình là thuộc về nghề tự do hơn nhá. Còn về đường tình duyên của mình rất đẹp, không có duyên âm, yên tâm nhá. Nguyễn Tân Văn sinh năm 91, Vũ Thị Nhu Anh sinh năm 97, chồng là sinh năm 1991. Tân Mùi mệnh thổ, vợ sinh năm 1997 là thủy thổ thủy song khắc với nhau, một người nước một người đất nhá, đất và nước, nước gặp đất thì đất mà gặp nước thì cũng vừa bành bành mà thôi nhá. Hai cái tuổi này là thổ và thủy nó xung khắc với nhau, thổ thì khắc thủy. Nếu như vợ chồng cũng xác định ăn ở với nhau thì cũng nên di cung hoán số, tôn nhang bản mệnh trả nợ tào quan tam phủ thủ mệnh cho cô nhé. Sau đó mở cung tài khai cung lập làm ăn, trong công việc làm của vợ chồng mình có cũng chỉ là tạm bợ mà thôi. Từ khi lấy nhau đến bây giờ đường kinh tế không có, cho dù cô kiếm ra tiền nhưng nhớ tiền vào cửa trước lại ra cửa sau, không giữ được tiền đâu nhá. Nhớ kỹ là năm nay hai vợ chồng là hạn nặng đấy nhá. Bạn Lê Thị Huyền sinh năm 2001. Lê Thị Huyền sinh năm 2001 tuổi Tân Tỵ cũng thế, tuổi này trầm tính ít nói một chút, con đường sự nghiệp hoành thi cử có sự rất là đỗ đạt về sau. Tuổi này có số đi xa, tuổi Tỵ của mình tránh cho cô tháng 11 sang tháng nhá. Sang tháng 11 âm lịch thứ nhất là cẩn thận mất xe mất cộ. Thứ hai là mất tiền mất nong trong cái tháng 11 sắp tới rồi. Hôm nay đã là ngày 27 tháng 10 năm 2020 âm lịch rồi. Cứ không phải là ít nữa đâu. Cô chào Nguyễn Văn Nhật nha. Tên giống con trai mình quá. Sinh ngày mùng 14 tháng 4 năm 1997. Nguyễn Văn Nhật sinh năm 1997, tuổi 97 Đinh Sửu của bạn Nguyễn Văn Nhật bị mất mấy lần tiền rồi, từ lúc lớn lên bây giờ là mất mấy lần tiền vì người khác rồi, cho người ta vay mượn cũng không dám đi đòi có không? Nếu có thì comment cho cô để cô xem tiếp cho bạn. Đỗ Ngọc Huy sinh năm 87, vợ sinh năm 90.
Đỗ Ngọc Huy sinh năm 1987 Đinh Mão, mệnh Hỏa, vợ sinh năm 1990 là tuổi Canh Ngọ. Là chồng mệnh Hỏa, Mão, vợ là 90 Ngọ, hai cái tuổi nữa là Hỏa Thổ thì tương sinh, mệnh và tuổi đều tương sinh với nhau. Hai vợ chồng biết nương tựa và bóng nhau để làm ăn thì rất tốt nhá. Tuổi 1990 Canh Ngọ, cô 9 chấm đồng bát lính, đóng đầu đinh của mình, người này là người căn số. Bản thân của chồng đôi khi tính đến thay đổi được, người hơi cục tính một chút nhé. Lành thì lành thật, yêu thì yêu lắm, chiều thì chiều vô cùng. Nhưng mà cái gì không vừa không đúng là kiểu gì cũng bị mắng nhá. Tuổi 90 Canh Ngọ đứng canh biến với cô, tuổi này là cô 9 chấm đồng bát lính, người đóng đầu đinh của mình. Bản thân của mình là căn đồng số lính, tướng số làm thầy, sau này phải ra trình đồng mà phụ nhá. Năm nay mất ít nhất 6 lần à. Tôi cố gắng lên nhá. Vũ Thị Xuân sinh năm 1992. Bạn Vũ Thị Xuân sinh năm 1992 là tuổi Nhâm Thân. Nhâm Thân của bạn Vũ Thị Xuân năm nay tuổi 29 Kim Lâu vừa qua. Tuổi 1992, gia chung nhà mình có một bà cô linh thiêng đang độ lộc cho mình. Nhớ là sớm tối đèn nhang kêu cầu xin lộc bốn phương của bà cô nhà mình nhá. Trong công việc làm ăn từ giờ đến cuối năm cho cái tuổi 92 Nhâm Thân 10 phân thì vẹn cả 10, không biết là mình có nắm bắt được cơ hội hay không thôi nhé. Ở đây con đi đường tài lộc của mình làm ăn vẫn tốt cho cái tuổi 92 tuổi Nhâm Thân, năm nay 29 tuổi, đi xa cũng rất là thuận nhá. Con đường đi xa của mình được thuận, nhưng còn về đường tình duyên của mình thì hơi lận đận một chút nhá. Mình ít nhất phải có một bà cô và một tổ cô luôn luôn độ lộc cho mình nhá. Mình lưu ý cho cô. Nguyễn Thị Nga sinh năm 1975. Bạn Nguyễn Thị Nga sinh ngày mùng 5 tháng 10 năm 1975. 1975 của bạn Nguyễn Thị Nga cũng thế. Là tuổi Ất Mão, năm nay là 46 tuổi, đứng chữ Ất nhá. 1975 đứng chữ Ất, 7 năm nay là 46 tuổi. Nói về đường công việc làm của mình hiện tại thì cũng hơi bấp bênh một chút nhá. Công việc làm ăn cũng không được thuận buồm xuôi gió. Từ năm 2017 trở về đây, công việc làm ăn tiền của mình thấy sự eo hẹp đi nhá. Bản thân của mình đề phòng ốm đau bệnh tật cho cô nhá. Liên quan đến sao kéo mổ xẻ trong người, lưu ý cẩn thận cho cô từ giờ đến hết cái năm 40 48 49 tuổi nhá. 48 49 tuổi cẩn thận liên quan đến dao kéo mổ xẻ. Trong cái tuổi 48 và tuổi 49 mà không bị thì đề phòng cho cô cái tuổi 53 với cái tuổi 54, trong hai cái năm đó nữa liên quan đến dao kéo mổ xẻ và về phần sức khỏe của mình không tốt nhá. Từ giờ đến cuối năm cung lộc tài lộc làm ăn kinh tế tiền của mình không có. Cửa nhà gia sự mồ mả đất cát âm phần gia chung âm các bạn nhà thì không. Âm các cụ gia tiên nhà mình thì không vấn đề gì cả đâu. Ở đây cô không thấy vấn đề gì về cái đường âm phần các cụ gia tiên nhà mình. Còn về phần thờ cúng các cụ, lô nhang thờ cúng thì cô thấy là chỉnh chu rồi, không vấn đề gì nhá. Cô chào bạn Vũ Thị Phương sinh ngày 6 tháng 8 năm 89. Vũ Thị Phương sinh năm 1989, 89 là tuổi Kỷ Tỵ, bạn Vũ Thị Phương nhé, đứng chữ Kỷ. Bản thân cái tuổi Kỷ Tỵ cũng thế, năm nay cũng là hạn tam tai, hết sang năm mới hết hạn của mình cơ nhá. Gia chung nhà mình ở đây cô cũng nhìn thấy có bóng bà cô linh thiêng độ lộc cho mình rất tốt. Vận hạn của mình rơi vào đầu năm âm lịch vừa rồi nhưng ở đây thấy tai qua nạn khỏi. Bản thân của mình là cũng là sát bóng hoàng quan nhé, cũng là người căn đồng số lính, có căn có số rất là nặng nhá. Ở đây là mình sát bóng hoàng quan đấy. Tuổi của mình là tuổi căn số đấy, một là phải ra tiến tam tứ phủ khóa đồng khất hầu, hai là phải ra trình đồng mà phụ đấy, không trình là bản thân của mình gian truân lắm, nước mắt chăn cơm mà thôi nhá. Cô chào bạn Trịnh Văn Cầu sinh năm 1983. Trịnh Văn Cầu sinh năm 1983 là tuổi Quý Hợi, đứng cái chữ quý của thế thôi. Bạn này cũng rất là lênh đênh, nằm gai nếm mật. Đấy, nằm gai nên mật mình có được như ngày hôm nay cũng từ bàn tay trắng làm nên nhá. Tuổi này cũng hay có tính cả nể, đôi khi thương người thương không phải chỗ đâu nhá. Đôi khi là tự mình tốt quá thì hay bị người khác lợi dụng cái lòng tốt của mình. Đấy, cho nên là cái tuổi 83 Quý Hợi lưu ý cẩn thận cho cô. Năm nay là tuổi 38, vì đường công danh sự nghiệp gần đây thôi, cô không nói xa nhá. Công việc làm ăn của mình là có sự đi xuống nhá, bấp bênh trong công việc làm ăn, thị phi bon chen tiểu nhân hãm hại, có người ghen ăn tức ở trong cái công việc làm ăn của mình hiện tại nhá. Mình làm được nhưng mà bị người ta ghen ăn tức ở đấy, người ta đâm bị thóc chọc bị gạo phá ngang cái đường lối làm ăn của mình. Từ giờ đến trong cái tháng 10 này cái đường lộc của mình có nhưng mà mình toàn chuẩn bị được ăn lại bị người khác đạp đổ, chuẩn bị được ăn nhưng mà lại tuột tay mất, bỏ tiền bỏ của ra nhiều thu về cũng chả được bao nhiêu. Tháng 10 này cô thấy có lộc về nhưng mà cuối cùng chả giữ được tiền đâu nhá.
Về cửa nhà gia sự mồ mả gia chung âm phần các cụ gia tiên mồ mả nhà mình vẫn còn bị thất lạc từ trước đến nay nhá. Thờ cúng thì được, bát nhang thờ cúng A Di Đà Phật, dạ bát nhang thờ cúng thì cô không chê, nhưng ở đây cô thấy gia chung nhà mình là hơi lộn xộn một chút, đôi khi là không được thuận hòa nhau, có không nếu có comment cho cô nào. Về phần đất nhà mình ở hiện tại thì đất hoàn thổ tạ long mạch được, đất ở rất là yên, hoàn thổ tạ long mạch rất là tốt nhá. Chịu khó xin lộc cái bà cô tổ nhà mình ấy, tổ cô nhà mình ấy, âm phủ dương trợ rất là tốt. Đôi khi là bưng bát cơm nên chuẩn bị vào và mồm vẫn bị úp xuống đất, để là ăn nhiều mời người ta về ăn linh đình trong nhà mà không mời đấy. Tiền làm ra bao nhiêu cũng hết, tiền tỷ về đến nhà ngày mai vẫn hết, chả thấy tiền đâu. Đặng thì Ngọc Huệ, tuổi này thì nước mắt chan cơm thôi, người đời nhìn vào thì bảo sướng nhưng ở đây cô không thể thấy mình sung sướng gì đâu nhá. Phận đàn bà nhưng phải trụ cột gia đình đấy nhá, phận đàn bà nhưng phải trụ cột gia đình, bản thân của mình là con người gian truân, nước mắt chan cơm đôi khi là mít ướt, nói mà cứ thấy buồn buồn một tí là có thể là rớm rớm nước mắt rồi, gọi là mít ướt. Tuổi này là tuổi gian truân lắm, tuổi hợi ạ, bảo sướng nhưng cũng không sung sướng đâu. Gánh vác trọng trách trong gia đình, đối nhân xử thế nội ngoại đôi bên cũng là đến được mình hết, cái gì cũng đến vai mình mà thôi. Tuổi này cũng phải tiến tam phù thông mệnh và tôn nhang cho cô nhá, không là gian truân lắm đấy, đến già vẫn khổ không sướng đâu. Cô chào mọi người nhá. Hôm nay là lên hơi buồn một chút à. Các bạn nhìn thấy mạng của cô khỏe không? Bây giờ là 21 giờ 36 phút, hiện tại cô đang phát trực tiếp để hướng duyên với mọi người. Thì hoan hỉ các bạn lên trợ duyên chia sẻ để chúng ta tiếp tục đồng hành cùng nhau nhé. Hôm nay là ngày 20 ngày 11. Hôm nay là ngày 11 tháng 12 năm 2020 dương lịch. Hôm nay là thứ sáu và cuối tuần rồi. Đấy. Bạn nào mà chưa được xem thì có thể là trưa mai cô Liver cô xem tiếp vào buổi trưa ngày mai. Xem tiếp vào buổi trưa ngày mai. Còn ở trên này cô chỉ xem qua, xem mỗi người đôi ba câu, không xem được chi tiết cho mọi người. Nếu như các bạn có nhu cầu muốn xem kỹ, xem chi tiết và xem riêng thì các bạn có thể nhắn tin qua Zalo theo số điện thoại là 0866 505 866, viết xem riêng và để lại số điện thoại kèm theo. Còn bạn nào muốn tìm hiểu kỹ hơn nữa thì các bạn lên trang cá nhân Facebook của cô để tìm hiểu thêm nhé. Lên trang cá nhân Facebook của cô để tìm hiểu thêm. Nick Facebook của cô là Triệu Thị Thêm. Nick Facebook Fanpage. Cô chào bạn là Phạm Thanh Hải, sinh năm 1971 nhé. Phạm Thanh Hải, sinh năm 1971 là tuổi Tân Hợi, 49 chưa qua, 53 đã tới, năm nay mới là 50 tuổi thôi. Vận hạn của mình rơi vào tuổi 48 và tuổi 54. Đấy, năm nay là 50 tuổi, nói về hạn nặng thì năm nay cũng không có gì đáng kể đâu nhé. 1971 A Di Đà Phật 19 tháng 5, công danh sự nghiệp công việc làm ăn, công việc làm của mình kiếm tiền rất tốt nhé, làm ra thì rất là nhiều. Làm ra thì rất là nhiều tiền, nhưng từ năm 2014, 15, 16 trở về đây, cái đường công việc làm ăn của mình kinh tế nó cũng không được thuận buồm xuôi gió đâu nhá. Ở đây là cô thấy là động vào cái gì là tiền cái đó, làm gì là tiền cái đấy, sờ vào cái gì là liên quan đến kinh tế cái đó. Từ năm 2019 đến ngày hôm nay, cô thấy là đường kinh tế của mình lại có sự đi xuống trầm trọng hơn nhá. 1971 A Di Đà Phật đứng chữ Tân, dạ nên để đường công việc tài lộc làm ăn từ giờ đến cuối năm. Từ giờ đến cuối năm cái đường công việc sự nghiệp làm ăn của mình cũng không được thuận buồm xuôi gió, nó chia thành hai ngả luôn nhá. Bây giờ đang phân vân cái công việc làm ăn của mình không biết đi lối nào cho nó đúng đâu nhá. Có hay không nếu có comment cho cô nào. Soi về đường âm phần các cụ gia tiên lô nhang nhà mình, bản thân các cụ gia tiên tiền tổ mồ mả các cụ nhà mình không bị động, nhưng gia chung nhà mình ít nhất phải có hai giới người chết trẻ linh thiêng, một bà cô và một ông mãnh nhé. Đấy gọi là hai giới người chết trẻ linh thiêng. Cái bản thân của mình ở đây cô nhìn thì có thêm một cậu bé đỏ tại gia nữa, bản thân của vợ chồng mình ít nhất cũng phải có bỏ hoặc là rơi mất một bạn con gọi là cậu bé đỏ tại gia, tốt nhất đi cầu siêu cho cái vong linh này cho cô nhé. Về phần thờ cúng các cụ gia tiên lô nhang thờ cúng, trong bát nhang nhà mình có cốt nhưng không có tên, mình xem xét lại phần bát nhang, mời thầy bị bốc lại bát hương cho cô nhé. Bát hương nhìn chả có lộc gì cả, còn đất ở nhà mình hoàn thổ tạ long mạch thì yên, đất thì cô không chê đâu nhé, đất thì cô không chê về cái phần đất ở nhà mình, cô không chê về cái phần đất ở nhà mình đâu nhá, đất thì được rồi. Ở đây là cô thấy đường công việc từ giờ đến cuối năm lộc không có, bản thân của mình ít nhất phải qua cái tuổi 54 nữa, nếu như mà 48 không vấn đề gì, 49 năm này là 50, bảo 49 xấu nhưng không hề xấu đâu, nó nặng vào cái tuổi 48 và cái tuổi 54 đấy, đến trước và đến sau một năm, đó là cái hạn 53, 49 và 53, 49 chứ qua 53 đã tới đấy. Đấy bản thân của mình hiện tại sức khỏe cũng không tốt đâu, không được ổn định đâu nhá. 1971 tuổi Tân Hợi, tuổi này linh cảm rất tốt, giác quan thứ sáu rất chuẩn, mình có cái linh cảm và cái giác quan cực kỳ chuẩn nhá, có thể là phán đoán được mọi việc.
Lê Thị Thuyền à? Lê Thị Thuyền sinh năm 1988. Hôm nay hơi mệt. Lê Thị Thuyền sinh năm 1988, tuổi 88 là tuổi Mậu Thìn. Bạn Lê Thị Thuyền bằng thổ mộc, bản thân cái kiểu tuổi 1988 cũng thế, mất mát 3 năm trở về đây rồi nữa. Trong công việc làm ăn của mình ở đây cũng không được hanh thông, không được thuận. Bản thân cái tuổi 88 Mậu canh cô một quả giải cô thần quả tú đi nhá. Giải cái cô thần quả tú của mình đi, để cô thần quả tú đeo bám mình làm gì? Nước mắt chăn cơm, nói lúc nào cũng thấy buồn rầu thôi. Đôi khi có cái chuyện tâm sự mà cũng không dám tâm sự với ai hết nhá, cứ ôm rũ một mình ấy nhá. Cái tuổi 1988 tuổi Mậu Thìn A Di Đà Phật nói về công danh công việc làm, nếu như có công việc làm ăn hiện tại cũng chỉ là tạm bợ, trong chán thì ngoài thèm, thích làm là làm cũng được nhưng không thích là bỏ, chán không muốn làm đâu, chán thì chán nhanh lắm. Tuổi 88 Mậu Thìn là tốt nhất giải cô thần quả tú và tiến tam phủ thuộc mệnh đi nhá. Đứng cái cô thần quả tú đó vướng. Đỗ Quang Sáng sinh năm 1972 là tuổi Nhâm Tý, năm nay là 48, 49 tuổi. Người ta nói 49 chưa qua, cô vừa nói xong tuổi 49 chưa qua năm 3 ta tới, nhưng năm nay là cái tuổi 49, bảo cái tuổi của mình xấu nên không không hề xấu đâu nhá. Không hề xấu đâu. Còn về đường công danh tài lộc công việc làm của mình, A Di Đà Phật. Nếu như mà mình muốn được cái độ cái được lộc làm ăn thì xin cái ông Mánh nhà mình ấy. Nhà mình có ông Mánh linh thiêng độ lộc cho mình cũng rất là tốt. 1972 đứng chữ Nhâm, A Di Đà Phật tuổi Tý, năm nay là 49 tuổi. Nói từ giờ đến cuối năm lộc làm ăn có thuận hay không thì năm nay không được thuận lộc làm ăn đâu nhá. Nếu muốn thuận thì phải sang tháng 3 tháng 4 năm 2021 công danh sự nghiệp làm ăn có sự thay đổi. Nếu muốn thay đổi thì để sang năm nhá, tháng 3 tháng 4 sang năm thay đổi cho cô nhá. Về gia sự mồ mả đất cát âm phần gia chung, âm phần các cụ gia tiên nhà mình cũng thế thôi. Mồ mả có mất cũng không tìm được đâu, đừng cố đi tìm nữa nhá, tìm cũng không thấy đâu. Về phần thờ cúng các cụ gia tiên lô nhang thờ cúng được, trong bát nhang có tên có cốt, cốt đủ không thiếu, không phải là cái bài vị đâu, cốt đẹp đấy. Đất ở nhà mình không vuông đất hai mảnh ghép là một, đất này có sự trao đổi mua bán đổi trác từ trước đến nay rồi, bỏ tiền ra mua thôi. Có trao đổi mua bán đổi trác từ trước đến nay có không? Nếu có comment cho cô nào. Phạm Thị Thủy Vân sinh năm 1979. Bạn Phạm Thị Thúy Vân sinh năm 1979, tuổi 79 là tuổi Kỷ Mùi, năm nay hạn là Hậu Chiếu, đứng chữ Kỷ nhá. Tuổi này ra trình đồng mà phú đi, không gian truân lắm nhá. Cuộc đời gian truân vất vả chuyên chuyên cũng đi theo thầy rồi chứ không phải là không đi đâu nhá, đầu đau vô cùng luôn nhá, căn đồng số lính tướng số làm thầy, tốt nhất gia trình không tiến được đâu. Cô chào bạn Yến Lô nhá. Cô chào mọi người nhá. Cô chào bạn Huỳnh Thị Liễu sinh năm 1989 là tuổi Kỷ Tỵ. Huỳnh Thị Liễu sinh năm 1989 đứng chữ Kỷ, tuổi Kỷ Tỵ. Tuổi này năm nay cũng là Tỵ Dậu Sửu, đấy, nói là tuổi Tỵ Dậu Sửu chứ không là nói trai này nhá. Trai hay gái, thứ nhất là quả tang tai, hạ năm đeo bám mình, công việc làm ăn từ giờ đến cuối năm có sự thay đổi, đang dự định thay đổi công việc làm ăn thì thay đi nhá. Thẳng tay mà làm đi, năm nay có đường sự nghiệp làm ăn có sự thay đổi và sự thăng tiến về đường cung tài lộc sau này nhá. Mình mà thay đổi trong năm nay được, nếu mà có lên thì từ sang năm sẽ lên. Còn mà năm nay mà không thay đổi công việc làm ăn được thì có sự đi xuống thì sang năm vẫn xuống, mà hết cái tuổi 35 36 trở đi công việc làm ăn cũng không bao giờ được hanh thông đâu nhá. Cứ đến hết đi. Còn về hạn từ giờ đến cuối năm của tuổi mình, từ giờ đến cuối năm cũng hạn, không có gì là nặng đâu nhá. Có Đỗ Thanh có. Cô chào bạn nào. Nguyễn Thị Hiền sinh ngày 8 tháng 8 năm 1992. 1992 là tuổi Nhâm Thân, năm nay 29 tuổi Kim Lâu, năm ngoái qua rồi, năm nay tuổi 29 đi xa không được tốt đâu nhá, đừng cố tình đi xa đi cả không có đường quay về. Bản thân của mình là toàn liên quan đến kinh tế nhá, từ giờ đến cuối năm cũng thế, toàn cái tiền ra thì không có tiền vào đâu nhá. Thứ nhất là bản thân cái tuổi 92 là tuổi Nhâm, đứng chữ Nhâm, lộc lá của mình từ giờ đến cuối năm không có, xem qua thôi. Trần Văn Phúc sinh năm 1989 là tuổi Kỷ Tỵ. Cô chào Lê Trung. Trần Văn Phúc sinh năm 1989 là tuổi Kỷ Tỵ. Thứ nhất là đứng cái chữ Kỷ, bản thân cái tuổi Kỷ Tỵ này ít nói nhưng mà cục tính nhá, bản thân của mình là ít nói đấy nhá. Đầu năm là suýt bị va chạm xe cộ đi lại ít nhất phải có 2 lần rồi nhá. Cái tuổi 1989 tuổi Kỷ Tỵ, tuổi mình có đi xa lại chán ngay, đi được thời gian lại chán lại muốn về thôi. Cho nên là tuổi mình không có số đi xa, trả nợ tam phủ thủ mệnh và làm cái lễ phá ngục tù. Nếu như mà mình không làm cái lễ này, sau này mình có bị bu oan bu vạ bu khống hoặc là cái chỗ cung duyên vợ chồng của mình có sự chia ly thì phải đi bác xác đi hầu tòa để gọi lên cung ngục tù nhá, cung pháp luật. Đây là bản thân của mình phải tiến tam phủ thuộc mệnh, trả nợ tào quan tôn nhang bản mệnh, làm lễ đi. Công danh sự nghiệp công việc làm ăn từ khi biết kiếm tiền bây giờ cũng không nhìn thấy mình có tiền, nói thật luôn. Từ ngày mình bước chân đi ra xã hội để làm ăn kiếm tiền thì tiến về đồng kinh tế làm đôi khi còn không đủ mà tiêu nhá. Cho nên là cái 89 Kỷ Tỵ phải lưu ý một chút nhá.
Cô không nói là bản thân của mình gọi là có chơi bời, nhưng mà ở đây là đường kinh tế của mình từ khi bước chân biết kiếm tiền đến giờ không có tiền. Nguyễn Thị Mạnh sinh năm 1967 à. 67 là tuổi Đinh Mùi, năm nay 54 tuổi, đứng chữ Đinh. Đứng chữ Đinh A Di Đà Phật. Nói về cái đường công việc làm của mình hiện tại thì cũng rất tốt nhé. Bản thân cái tuổi 67 này công việc làm ăn cô thấy là được, biết kiếm tiền, biết làm ra tiền, tiền kiếm thì không thiếu nhá. Kiếm tiền kiếm ra nhiều tiền lắm. Đấy. Người phụ nữ nhưng tướng đàn ông, kiếm tiền rất giỏi, công danh sự nghiệp công việc làm ăn 3 năm lại đây làm ăn kinh tế lại lại bị hạn hẹp xuống. Tức là 3 năm trở về đây cái đường làm ăn của mình nó không được tốt cho lắm, kinh tế tiền của mình có sự đi xuống không có sự đi lên. Làm ăn ở đây không được may mắn, 3 năm trở về đây toàn thấy tiền ra đi, làm bao nhiêu cho người khác ăn hộ nhá. Tuổi này là tuổi cũng có tính cả nể tính thương người nhưng thương không phải chỗ đâu nhá. Cửa nhà gia sự mồ mả đất cát âm phần gia chung, âm các cụ gia tiên tiền tổ nhà mình thì yên. Bản thân cái tuổi 67 tuổi Đinh Mùi, năm nay 54 tuổi, tuổi này có căn đồng số đính cũng là cô chín đóng đầu đinh của mình. Tuổi này mà gia trình đồng ở bố ít nhất phải được gần 20 năm đồng, gọi là kịp đồng rồi đấy. Tuổi này căn số cho nên là cuộc đời gian truân lắm nhá. Sống đi chết lại rồi, ngậm đắng nuốt cay, nuốt đủ các loại cay rồi chứ không phải là không nuốt đâu nhá. Nhịn được đến ngày hôm nay cô gọi là kỷ lục cho cái bản thân của mình đấy. Đinh Mùi ạ. 2002 2000 tuổi 2000 là Phạm Thế Quang sinh năm 2000. 2000 của Phạm Thế Quang A Di Đà Phật dạ. Nói về 20 tháng 6 năm 2000 tuổi Canh Thìn, đứng chữ Canh, tuổi này cũng là căn số rồi, còn không tiến được đâu. Sức khỏe ốm đau bệnh tật của mình đôi khi đi khám không ra bệnh đâu nhá. Tuổi này ốm về âm chứ không phải ốm về trần, đi khám không ra bệnh tốt nhất là thôi. Xem về phần căn số căn quả của mình tìm thầy mà ra hầu đi. Cô chào mọi người nhá, hôm nay xem nó. Cô chào tất cả các bạn nhá. Bây giờ là 21 giờ 47 phút, hiện tại cô đang phát trực tiếp để hướng duyên với mọi người. Hoan hỉ các bạn lên chợ duyên chia sẻ để chúng ta tiếp tục đồng hành cùng nhau. Trong buổi tối ngày hôm nay thì cái giọng của cô nó hơi khàn. Xem nó hơi đuối. Nó hơi khàn tiếng, nó hơi đuối tiếng. Cho nên là xem nó hơi yếu, đầu nó hơi đau. Cô chào mọi người nha. 21 giờ 47 phút rồi các bạn à, nào chưa được xem thì để trưa mai cô đi vào cô xem tiếp vào buổi trưa ngày mai. Còn bạn nào có nhu cầu xem riêng thì các bạn về xem về cửa nhà gia sự mồ mả đất cát âm phần gia chung, âm phần các cụ nhà mình thì các bạn đặt lịch xem riêng qua Zalo nhé. Theo số điện thoại là 0866505866. Viết xem riêng và để lại số điện thoại kèm theo. Còn bạn nào mà hiện tại đang khó khăn về đường công danh, công việc làm ăn của mình không thuận nhá, không được như ý. Bây giờ từ giờ đến cuối năm chỉ còn có 2 tháng nữa thôi là Tết đến nơi rồi. Đấy, bạn nào mà muốn chiêu tài khai lộc, muốn giữ được công việc làm ăn, muốn giữ được cái đường kinh tế của mình nó thuận buồm xuôi gió thì các bạn muốn chiêu tài khai lộc, viết là lệnh bốn phương chiêu tài khai lộc cho cô nhé. Lệnh bốn phương này giúp cho các bạn tìm lại những gì mà mình đã mất, công việc làm của mình được thuận buồm xuôi gió hơn, công việc làm ăn được suôn sẻ hơn, đi đâu có quý nhân phù trợ hơn. Đấy gọi là lệnh chiêu tài khai lộc, lệnh bốn phương giúp các bạn làm ăn may mắn, sức khỏe và giúp các bạn bình an nhé. Cô chào Nguyễn Văn Điển sinh năm 1985, Vũ Thị Khánh sinh năm 90, thổ sinh kim, tức là mạng thổ tương sinh cho mạng kim, vợ là thổ, chồng là kim, nhưng mà vợ phải mượn bóng của chồng làm ăn mới được thành công. Tuổi 90 canh ngọ và tuổi 85 mất xỉu, một trong hai người thôi, một trong hai người nha. Cũng xác định ăn ở với nhau phải tôn nhang bản mệnh, vẫn phải di cung và hoán số, tại vì đứng chữ ất biến vong, canh thì biến vi cô thần thì quả tú, ất biến vong tuổi thọ nó không có nhá. Gia chung họ bên nhà chồng ấy tuổi 85 mất xỉu, từ trước đến nay cái dấp đã có cái dấp chết trẻ từ trước đến nay rồi, cho nên bản thân của hai vợ chồng một tiến tam tư phủ, một nữa là trong hai vợ chồng canh biến vi cô ất biến vong, một trong hai người vẫn phải ra hầu tiên cung diện thánh. Lưu ý cẩn thận cho cô và nhớ cái lời cô nói. Phạm Trà Giang sinh năm 1996 là tuổi Bính Tý, biến Huy Vương, tuổi này trầm tính ít nói, đứng chữ Bính nhá. Tuổi này con đường đi xa, phải đi xa thì mới công thành danh toại, bước chân ra ngoài xã hội làm ăn mới được thành công nhá. Tuổi này ở gần nhà thì không ăn thua. Phạm Văn Sơn sinh năm 2000 tuổi Canh Thìn, biến Vi Cô, tuổi này cũng phải giải cô thần của tú cắt chuyên âm trước khi lập gia đình, tuổi này đi xa rất tốt. Lai Văn Dinh sinh năm 1989 là tuổi Kỷ Tỵ, đứng chữ Kỷ, tuổi này đi xa cũng không được thành công cho lắm nhá, làm ăn buôn bán lộc buôn lộc bán cũng rất là ít. Mình cũng không làm ăn buôn bán được mấy đâu. Nếu mà muốn dự định làm ăn kinh doanh buôn bán thì mình phải qua cái tuổi 34, 35, bước chân từ cái tuổi 34, 35 trở đi làm ăn kinh doanh buôn bán thì nó gọi là được tiêu không hết. Còn cái năm nay là năm 32, sau đó là tuổi 33 làm ăn không được đâu. Nhưng đừng có nản, 33, 34, 35 trở đi bắt đầu lên đấy. Phạm Thị Thúy sinh năm 1987 là tuổi Đinh Mão, đứng chữ Đinh. Cái tuổi Đinh Mão lên đênh trong công việc làm ăn là đận về chữ duyên và chồng.
Bạn đã chia sẻ à, Thúy này, cái tuổi 87 tướng chi đinh, tuổi đinh mão, lênh đênh công việc làm ăn là đận trên vợ chồng, bản thân của mình cũng là người ngậm đắng nuốt cay cam chịu đấy nhá. Tuổi này là tuổi rất là cam chịu luôn nhá. Và trong cái đường công việc làm ăn kinh tế, ngân xuyến tiền của mình hiện tại cũng không có nhá. Nó cũng là bấp bênh về đường kinh tế, bản thân của mình có xảy đốt con gọi là cậu bé họ tại gia đi cầu siêu cái vong linh này cho cô đi. Chào An Lê, chào Vi Phấn, chào tất cả mọi người nha. Cô chào Bùi Văn Hiệp sinh năm 1972, hình như cô xem rồi sao chứ. 72 năm Tý của bạn Bùi Văn Hiệp, thế cửa nhà gia sự mồ mả đất cát âm phần gia trung âm phần các cụ gia tiên tiền tổ thì quá đẹp nhá. Tam tóc không bị trùng, quá đẹp về đường âm phần các cụ gia tiên luôn nhá. Mồ mả gia trung nhà mình thì được đấy. Thờ cúng các cụ gia tiên bát nhang thờ cúng A Di Đà Phật ạ. So xét về phần bát nhang nhà mình thì cũng rất là chỉnh chu, ở trong bát nhang tên cốt đầy đủ không thiếu nhá. Cốt rất là đẹp về phần bát hương. Về phần đất nhà mình ở hiện tại mỗi tội đất nó không vuông thôi. Cái giải đất nhà mình thì ở đây nó hơi nặng nhá. Cái giải đất nhà mình hơi nặng. 1972 nhân tí ạ. Cái tức là không phải là nguyên đất nhà mình mà cả cái giải đất thì nó nặng, đôi khi là ngủ hay bị chìm người đi. Đấy, còn về đường công việc làm ăn A Di Đà Phật, nói về công danh sự nghiệp công việc làm ăn. Cái tuổi 1972 nhâm tí của mình ở đây cung lộc của mình không phải là bó lộc đâu. Mỗi tuổi là chưa may mắn tại vì năm nay Covid và lại bị lũ nữa, cho nên là cái đường công việc làm ăn của mình được không được suôn sẻ, không được may mắn. Nó hơi bấp bênh vì cái đường làm ăn tiền của nó còn đi ra hơi nhiều nhá. 1972 nhâm tí thì năm nay mới là 49 tuổi, sang năm là tuổi 50. Đấy, tránh cho cô cái tuổi 50 và tuổi 53. 49 năm nay thì không sao. 50 với cái tuổi 53 là năm đấy gọi là hạn nặng vì xe cộ và ốm đau bệnh tật. Bùi Ngọc Khánh sinh năm 1985 về cửa nhà gia sự. Bùi Ngọc Khánh sinh năm 1985, 85 là tuổi Ất Sửu, nói về cửa nhà gia sự âm phần các cụ gia tiên họ Bùi nhà mình ở đây cũng không thất lạc à, không không bị động nhá, nhưng mà bị thất lạc mộ mã. Nhà mình cũng có một bà cô và một ông mãnh linh thiêng, ít nhất phải có hai giới người chết trẻ linh thiêng nhá. Về phần thờ cúng các cụ gia tiên bát nhang thờ cúng ở đây ba bát nhang đều đầy đủ luôn. Bát nhang mình cũng rất là đẹp, thờ cúng được đất ở yên. Ở đây cô không thấy về cái phần đất nó không vấn đề gì cả. Mồ mả các cụ gia tiên cũng không thấy vấn đề gì xảy ra. Ở đây tang tóc năm nay trong gia đình nhà mình không nhìn thấy có tang. Không có. Đàm Văn Toàn sinh năm 1976. 1976 của bạn Đàm Văn Toàn năm nay là Bính Thìn tuổi 45, tuyệt đối không được cho ai mượn tuổi và không được cho ai mượn tuổi làm nhà nhá. Từ giờ đến hết sang năm 46 là hầu 47, 48, 49, tức là mình không nên cho người khác mượn tuổi làm nhà của mình. Cái tuổi 1976 tuổi này có căn ông hoàng 7 nhá. Đôi mắt của mình đã đôi khi rất là cay mắt. Đấy, đôi khi rất là cay mắt luôn đấy. Công việc làm của mình thì cũng trắc trở 3 năm nay rồi, kinh tế tiền của cũng bỏ tiền bỏ của ra nhiều, thu về cũng chả được bao nhiêu, công danh sự nghiệp làm ăn, sự nghiệp công việc làm ăn tiền vào cửa trước lại ra cửa sau, làm ăn nó cũng không được hanh thông với cái đường kinh tế. 1976 của mình lưu ý cẩn thận cho cô, bản thân của mình là căn ông hoàng 7, muốn giữ được lộc làm ăn đi đến ông 7 trình độc cho cô đi, tiễn mã cho cô đi nhá, để giữ được cái lộc của mình. Ở đây là mình nặng về phần căn số. Hà Đức Toàn sinh năm 1996 cô xem rồi. Phạm Văn Sơn sinh năm 1995, vợ sinh năm 95 à. Phạm Văn Sơn sinh năm 1995, Chu Thị Minh Hồng sinh năm 1995, hai cái tuổi đứng chữ Ất nằm vào cung lục sát và cung tuyệt mệnh. Tốt nhất hai vợ chồng mình đi di cung hoán số cải tử hoàn sinh đi nhá. Lục sát và tuyệt mệnh hai cái chữ Ất mà Ất thì biến vi vong mà nhá. Đi di cung hoán số thì không, sau này vợ chồng là có sự chia đôi đấy, chia hai ngả đấy. Di cung hoán số không phải là cùng tuổi nằm duỗi mà ăn đâu nhá. Bây giờ trẻ thì chưa có gì, nhưng ngoài cái từ bắt đầu cái từ cái tuổi 43 trở đi cái chữ duyên vợ chồng nó sẽ có sự lục đục về sau đấy nhá. Nguyễn Lập sinh năm 1984 là Giáp Tý. Bạn Nguyễn Lập sinh năm 1984 là tuổi Giáp Tý. Giáp Tý là cái tuổi mệnh Kim, A Di Đà Phật bạn Nguyễn Lập nhá. 84 Giáp Tý thì cũng nói là gần đây từ đầu năm đến giờ thôi. Cái tuổi 84 Giáp Tý của mình cũng rất là lênh đênh lận đận nhá. Công việc làm ăn kinh tế nó cũng rất là khó khăn, không được thuận buồm xuôi gió. Bản thân tuổi Giáp Tý mệnh Kim này mình cũng thân tự lập thân mà thôi, cơ ngơi mình có được như ngày hôm nay cũng từ bàn tay trắng làm nên. Từ giờ đến cuối năm còn có 2 tháng nữa, cung lộc của mình nó còn hơi hơi khó khăn một chút, nó không được thuận tại vì năm nay của mình là hạn La Hầu chiếu, cho nên lưu ý cẩn thận cho cô tháng 12 âm lịch nhá. Đi xe đi cộ cẩn thận một chút. Và cô nhìn thì có cái tang rất mới, trong gia chung nội tộc nhà mình đã có tang chưa? Nếu chưa có cẩn thận từ giờ đến cuối năm kẻo có báo tang. Anh Trần sinh năm 1979, Kỷ Mùi năm nay cũng là hạn La Hầu chiếu. Bản thân của mình có lưu ý về đường kinh tế cẩn thận cho cô, chớ nên tin người mà đi vay tiền vay của hội người khác lại cẩn thận mất tiền nhá. Bản thân của mình là có tính cả nể thương người, đôi khi cho người ta vay mượn tiền của rồi cũng chả dám đi đòi mà đâu.
Cô hữu duyên với bạn là Trương Thị Diễm Hương, comment lại cho cô nào. Trương Thị Diễm Hương sinh năm 2002. Bạn Diễm Hương sinh năm 2002 là tuổi Nhâm Ngọ đứng chui Nhâm, tuổi này lênh đênh đần đận hai lần đò về sau nhá. A Di Đà Phật, dạ con đường đi xa, tuổi này phải lấy chồng xa đi mới được nhá. Không lấy chồng gần nhà được đâu, có số lấy chồng xa đấy. Nhìn cái chữ duyên là phải bước chân ra ngoài. Nguyễn Bá Bị sinh năm 1972, chồng sinh năm 1972 à? Vợ sinh năm 1973, 72 Nhâm Tý, 73 Quý Sửu. Những cái gì trong công việc làm ăn, những cái gì trong người sự trong gia đình, những cái gì mà liên quan đến công to việc lớn, cái tuổi 1973 là cái tuổi gọi là quyết đoán nhá, gọi là cái tuổi quyết đoán và quyết công việc. Ở đây cô thấy là cái tuổi 73 tuổi Quý Sửu, cô này là tuổi này là tuổi cũng là người cân đồng số linh giác quan linh cảm rất tốt, có thể làm theo linh cảm của mình nhá. Cái tuổi Quý Sửu nhá, 1973 là cái tuổi mệnh mộc của mình, là cái tuổi này nước mắt cũng là chan cơm, khóc thầm đôi khi là không ai biết đâu. Ngô Văn Huân sinh năm 1994. Bạn Ngô Văn Huân sinh năm 1994, tuổi 94 Giáp Tuất, năm nay không nên thay đổi công việc làm ăn bạn Huân nhé. Nhà mình có ông Mãnh linh thiêng đấy, trước khi làm gì thì xin lộc ông Mãnh đi, xin lộc bốn phương của ông Mãnh nhà mình đi nhá. Sớm tối đèn nhang, sớm thắp cho một tiếng nhang thì xin lộc bốn phương của ông Mãnh nhà mình. Bản thân tuổi 94 Giáp Tuất, năm nay không nên thay đổi công việc làm ăn, nếu có muốn thay đổi thì để sang năm hăng thay nhá. Dự định làm ăn liên quan đến kinh tế, bỏ tiền bỏ của để sang năm hăng làm, còn từ giờ đến cuối năm làm ăn không có lộc nhá. Bản thân của mình là về lộc chăn nuôi rất là tốt đấy. Nếu mà ý định chăn nuôi thì bán chăn nuôi đi. Phan Chí Anh sinh năm 1990. Comment trôi nhanh quá các bạn. Phan Chí Anh sinh năm 1990, tuổi 90 Canh Ngọ. Bạn Phan Chí Anh năm nay hạn Thái Bạch Chiếu. Bạn Phan Chí Anh ạ, à, tuổi này con đường đi xa, nếu mà cố tình đi xa đi cũng không có đường quay về. Bản thân cái tuổi 90 Canh Ngọ đứng trước canh A Di Đà Phật về đường tình duyên, tình đến rồi tình lại đi, đến rồi lại đi nhá, tình đến rồi tình lại đi. Bản thân của mình có một cô bé đỏ tại gia, mình đang ở với nhau mà có bị sảy thai hay có bỏ đốt con nào không, hoặc là bố mẹ mình có sảy hay có mất đốt con nào không nhá, hỏi ông bà xem có không, và bản thân mình ngẫm xem có ai không nhá. Tuổi 90 Canh Ngọ là có một cô bé đỏ tại gia luôn luôn đi theo mình. Còn về đường công việc của mình hiện tại cô thấy là còn bấp bênh lắm nhá, đôi khi là cũng hơi mải chơi một chút đấy. 90 Canh Ngọ đứng trước canh, tuổi này là tuổi cũng là vì bạn vì bè, vì người nhưng người không vì mình, đôi khi cũng hay có tính cả nể, thương người nhưng thương không về chỗ đâu nhá. Tuổi này không có số đi xa đâu, đừng cố tình đi xa, đi kẹo không có đường quay về. Cô chào bạn Nguyễn Thị Yến sinh năm 1998. Nguyễn Thị Yến sinh năm 1998, tuổi 98 Mậu Dần của bạn Nguyễn Thị Yến cũng thế thôi. Tuổi này cũng là người căn quả rồi, đứng chữ Mậu canh cô Mậu quả, mình không vướng phải quả tú nhưng mà mình vướng phải căn đồng số lính nhá. Có căn có số, căn số tướng số làm thầy cũng là căn cô 9 đây này. Mình chính tống là được căn cô 9 đây, vừa được cô 9 chấm đồng bát lính đóng đồ đinh, mình là căn cô 9 luôn nhá. Mình cũng phải lưu ý phần căn quả của mình cho cô, chịu khó tu lễ cho nó tốt nhá. Nguyễn Ngọc Hân sinh năm 2000 là tuổi Canh Thìn. Nguyễn Ngọc Hân sinh năm 2000 là tuổi Canh Thìn, năm nay tuổi 21, đứng tuổi 21 học hành thi cử có sự đỗ đạt hay không? Nếu mình còn đang học bây giờ cần phải cố gắng lên nhá. Cần phải cố gắng con đường học hành của mình lên. Tuổi 2000 tuổi Canh Thìn biến vi cô A Di Đà Phật, dạ nói tuổi cô thần quả tú này, trước khi lập gia đình cũng phải thứ nhất là phải trả nợ cái nghiệp kiếp tiền duyên, sau đó cắt duyên âm xe duyên trần, tại vì bản thân mình nợ về nghiệp nhá. Con sinh ngày 23 tháng 11 năm 1982. Nguyễn Hà tuổi 82 là tuổi Nhâm Tuất, mình là mệnh thủy. Cái tuổi Nhâm Tuất đứng chữ Nhâm A Di Đà Phật, tuổi này cũng là nước mắt chan cơm, người đời nhìn vào thì bảo mình sướng nhưng bản thân mình thì cô thấy không sướng nhá. A Di Đà Phật tuổi 82 tuổi Nhâm Tuất nói về công danh sự nghiệp công việc làm, sang tháng 5 năm 2021 công thành thì danh toại, 10 phân thì bèn cả 10, nếu dự định làm ăn thì để sang năm hướng làm, còn từ giờ đến cuối năm thì miễn. Nguyễn Khắc Tuấn sinh năm 2002 là tuổi Nhâm Ngọ. Nguyễn Khắc Tuấn sinh năm 19 Nguyễn Khắc Tuấn sinh năm 1900 À, sinh năm 2002 là tuổi Nhâm Ngọ. Tuổi Nhâm Ngọ của bạn Nguyễn Khắc Tuấn đứng chữ Nhâm, con đường học hành có sự đỗ đạt nhé. Học hành thì cô thấy rất là tốt, cô không chê về con đường học hành, nhưng đề phòng sông nước ao chung cẩn thận cho cô, bản thân của mình không được đi ra sông ra nước nhé. Nhất là năm nay từ giờ đến cuối năm và đến tháng 5, tháng 6 năm 2021, nhớ kỹ là cái đường sông nước ao chum cẩn thận, đề phòng cho cô, cho cái tuổi Nhâm Ngọ, lưu ý cho cô nhé. Lời cô nhắc nên mình cần phải lưu ý cho cô một chút, không thừa đâu.
Cô chào bạn Đinh Văn Phương sinh năm 1988. Đinh Văn Phương sinh năm 1988 là tuổi Mậu Thìn. Tuổi này con đường đi xa, sự nghiệp làm ăn thật thành công. Năm nay có dự định thay đổi công việc làm ăn cũng rất là tốt. Bản thân của mình năm nay là tuổi 33, 34, 35. Nhớ kỹ này, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Tuyệt đối nhá, trong những cái năm đấy cũng không nên cho ai mượn tuổi làm nhà. Cái bản thân của tuổi 88 Mậu Thìn nhá. Mình mà cho người khác mượn tuổi làm nhà là liên quan đến cái tính mạng của mình đấy. Lưu ý cẩn thận cho cô đến hết cái tuổi 38. Tuyệt đối cấm được cho ai mượn tuổi làm nhà. Đấy là cái lời cô nhắn. 1986 hai vợ chồng cùng tuổi à, 86 Bính Dần biến vi vương, hai cái tuổi này nên di cung hoán số đi nhá, không là đường con cái hơi vất vả sau này đấy nhá. Đặng Thanh Quân, Đặng Thanh Quân sinh năm 1997. Bạn Đặng Thanh Quân sinh năm 1997, cái tuổi 97 là đinh sửu của bạn Đặng Thanh Quân đứng chữ đinh. Tuổi này thì cũng thất bại 3 đến 4 lần rồi nhá. Nói về công danh công việc làm của mình, cô thấy là thất bại 3 đến 4 lần, nó ít thôi, 3 4 lần thôi. Đấy, cái tuổi này là tuổi cũng vì bạn bị bể toàn vì người khác thôi, nhưng mà người khác không vì mình đâu nhá. Tính nể là thương người là một, vì bạn vì bể là hai, đôi khi là tự rước họa vào thân. Mình có thì người ta đến, mình hết thì người ta quay lưng đi, đến lúc gọi là không có ai đâu cho cái tuổi 97 tuổi đinh sửu ạ nhá. Bản thân của mình cũng có một bà cô linh thiêng, chính ra cái tuổi 97 đứng chữ đinh của mình là phải ra trình đồng mà phủ đấy nhá. Nên là mình cũng phải cẩn thận một chút về phần căn quả của mình và cái đường tình duyên của mình ở đây nhá, thì cũng là tình đến rồi tình lại đi mà thôi nhá, cắt duyên âm đi. Cô duyên bạn Lê Thị qua mất rồi. Phạm Văn Lành sinh năm 1993. Bạn Phạm Văn Lành sinh năm 1993, cái tuổi 93 Quý Dậu hạn tam tai của bạn Phạm Văn Lành, đề phòng cho cô tháng 9 thì qua rồi, còn tháng 10, tháng 11 âm lịch nữa. Đi xe đi cộ phải cẩn thận cho cô một chút nhé. Tháng 6 âm lịch đã va chạm về đường xe cộ đi lại chưa? Nếu chưa có thì cẩn thận cho cô nhé. Trong gia chung nhà mình trước kia bây giờ hiện tại là có người làm thầy, bản thân của mình cũng đã được đi tôn nhang. Tức là đã đi theo thầy đấy nhá. Gia chung nhà mình trước kia bây giờ hiện tại là có người làm thầy rồi, có không nữa có comment cho cô nào. Cao Đăng Huy sinh năm 1978 là năm Mậu Ngọ. Bạn Cao Đăng Huy sinh năm 1978 Mậu Ngọ, năm nay tuổi 43, đứng cái tuổi 43 thì năm nay đáng nghĩa là đường lộc của mình có nhiều lắm, nhưng mà chả may là vướng phải, thứ nhất là bệnh, năm bệnh, thứ hai là về đường lụt lũ lụt đấy, cho nên là cái tuổi 43 của mình thì năm nay xin chia buồn một chút nhé. Công việc làm ăn thì có đấy là nó hơi bấp bênh một chút cho cái tuổi 1978 của mình. Tháng 5 là cái tuổi 1978, năm tháng 5 là tuổi 44, công việc làm ăn thì thuận từ tháng 2, tức là tháng xuân nhá. Mình từ ngày 15 tháng 2 năm 2021 trở đi, dự định cái gì, làm cái gì, nghĩ cái gì thì cứ thẳng tay mà làm, bỏ tiền vào của ra là sẽ được công thành danh toại. Còn giờ đến cuối năm thì hơi 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 buồn một chút vì cái đường công danh kinh tế của mình hơi đi xuống một chút nhá. Nó không được thuận đâu, hơi buồn đấy. Cô chào mọi người nhá. Bây giờ là 22 giờ 3 phút, hiện tại cô đang phát trực tiếp để hữu duyên với mọi người. Hoan hỉ các bạn lên trợ duyên, chia sẻ để chúng ta tiếp tục đồng hành cùng nhau. Trong buổi tối ngày hôm nay thì cô đang phát trực tiếp. Bạn nào mà chưa được xem thì trưa mai cô Liver có xem tiếp. Còn nếu như bạn nào có nhu cầu muốn xem kỹ, xem chi tiết, xem riêng thì các bạn đặt lịch xem riêng qua Zalo nhá. Theo số điện thoại là 0866 505 866. Bạn nào muốn tìm hiểu kỹ hơn nữa thì các bạn lên trang cá nhân Facebook của cô để tìm hiểu thêm. Nick Facebook là Triệu Thị Thêm nhá. Nhớ kỹ này, số điện thoại là 0866 505 866. Xem riêng thì viết là xem riêng. Còn bạn nào muốn chiêu tài khai lộc, các bạn muốn đón tài đón lộc, chiêu tài khai lộc thỉnh lộc bốn phương để các bạn về làm ăn ấy, về buôn bán ấy, các bạn liên quan đến kinh doanh buôn bán ấy, các bạn thỉnh lộc bốn phương chiêu tài khai lộc. Bạn nào mà đang bị bó lộc làm ăn không được thuận, đang bế tắc ấy, trở đi mắc núi trở lại mắc sông, bế tắc trong công việc làm ăn ấy, các bạn là muốn chiêu tài khai lộc, muốn thỉnh lộc bốn phương thì các bạn là viết lộc bốn phương cho cô nhé, để lại số điện thoại kèm theo. Con hỏi chú nào thì các bạn muốn hỏi gì thì các bạn phải comment câu hỏi đến đây và để lại câu hỏi để cô hữu duyên với mọi người. Cô chào bạn Phạm Văn Hải sinh năm 1989 nhá. Phạm Văn Hải sinh năm 1989, cái tuổi 89 kỷ tỵ của bạn Phạm Văn Hải cũng thế thôi. Tuổi này đi xa cũng không được tốt đâu. Muốn được công việc làm ăn được 10 phân bền 10, được thuận buồm xuôi gió thì phải hết năm nay nhá. Hết năm nay bước sang tháng 1 năm 2020 cho cái tuổi 89 kỷ tỵ, công việc làm ăn 10 phân thì vẹn cả 10, không biết là mình có nắm cơ hội được hay không thôi. Nếu mà mình nắm bắt được cơ hội làm ăn thì cô thấy rất tốt.
Vũ Lệnh Triều sinh năm 1989. Bạn Vũ Lệnh Triều sinh năm 89 là tuổi Kỷ Tỵ cũng đấy. Năm nay không nên thay đổi công việc làm ăn nhé. Mình mà thay đổi công việc làm ăn thì đâu không được thuận buồm xuôi gió. Dự định làm của mình thì để sang tháng 3 âm lịch năm 2021 nhé. Tuổi của mình năm nay về cung hạn tránh cho cô tháng 11 âm lịch, từ giờ đến kết còn có 2 tháng thôi. Lưu ý cẩn thận với cái tháng 11 âm lịch nha. Liên quan đến xe cộ cẩn thận cho cô nhé. Cô chào Đinh Tô nha. Cô chào Phạm Thị Bắc nhá, sinh năm 1995. Bạn Phạm Thị Bắc sinh năm 1995 là tuổi Ất Hợi, năm nay vận hạn cũng rơi vào tháng 11 âm lịch Bắc nhá. Đi đâu cẩn thận cho cô, lưu ý nhất là về xe cộ đi lại và cẩn thận mất tiền, mất của, mất xe mất cộ. Cô duyên với bạn Lê Văn Quỳnh sinh năm 1996. Bạn Lê Văn Quỳnh sinh năm 1996, 96 là tuổi Bính Tý, Lê Văn Quỳnh đi xa không tốt nhá. Sang tháng 11 âm lịch cũng liên quan đến hạn nặng về xe cộ nhé, liên quan đến dao kéo mổ xẻ trong người, liên quan đến va chạm với đường xã hội, lưu ý cẩn thận giữ lời ăn tiếng nói kiểu là có va chạm nhá. Cô hướng dẫn bạn Bùi Văn Phúc sinh năm 1991. Bạn Bùi Văn Phúc sinh năm 91 là cái tuổi Tân Mùi, đứng chữ Tân tháng 7 năm 2019. Đến tháng 7 năm 2020 chưa bị va chạm với đường xe cộ đi lại thì cẩn thận tháng 3 năm 2021 xe cộ đi lại, phải cẩn thận từ đầu năm nhá. Liên quan đến xe cộ đi lại. Còn về đường công việc tài lộc làm ăn từ giờ đến cuối năm thì xin chia buồn một chút, lộc không có mà bên cạnh mình còn bị thị phi người ta gièm pha cơ, phá ngang đâm bị thóc chọc bị gạo, chuyên nói xấu sau lưng của mình nhá. Cô hướng dẫn đây bạn à, Nguyễn Quốc Thắng sinh năm 1993. Nguyễn Quốc Thắng sinh năm 93, cái tuổi 93 là tuổi Quý Dậu, đi xa cũng không được hanh thông trong công việc làm ăn trong năm nay. Dự định của mình có nhu cầu muốn đi xa thì để sang tháng 4 năm 2021 nhé. Ở đây cô nhìn thấy nhà mình cũng có một bà cô linh thiêng hiện tại đang cận kề với mình đi một bước là bà cô cũng đi một bước, mình đi hai bước là bà cô cũng đi hai bước. Người ta độ lộc cho mình, âm phù thì dâng trợ cho mình rất tốt, nhưng mình chưa biết đường kêu cầu nhá, chưa biết kêu cầu đâu nhá. Cô chào bạn Nguyễn Ngọc Thịnh à. Xin chào Ngọc Thịnh nhé. Sinh năm 2007, mình đi gợi năm nay 14 tuổi thôi, cố gắng học lên nhá. Nguyễn Tất Thế sinh năm 1993. Bạn Nguyễn Tất Thế sinh năm 1993, cái tuổi 93 Quý Dậu của bạn Nguyễn Tất Thế, tuổi này cũng hạn tam tai, vận hạn rơi vào tháng 3 âm lịch đã qua, trong tháng 10 còn có mấy ngày nữa mới hết tháng 10, lưu ý cẩn thận cho cô nhá. Còn 3 ngày, 4 ngày thì vẫn tính là tháng 10, cho nên là lưu ý cẩn thận cho cô. Thứ nhất là về tiền nong nhá. Chớ nên bỏ tiền vào của ra trong cái tháng 10 này nhá, liên quan đến tiền của mà mất tiền mất của không đòi được đâu nhá. Nông Văn Thùy sinh năm 1994. Nông Văn Thùy à, Thùy hay Duy, sinh năm 1994 là tuổi Giáp Tuất, đứng cái chữ Giáp A Di Đà Phật, tuổi Tuất, tuổi này là tuổi căn đồng số đệ tam mương bóng, có căn có quả đây. Tuổi này dự định thay đổi công việc trong năm nay thì cũng rất là tốt, nhưng mà cái tuổi của mình cũng đề phòng cho cô nhé, về đường cung bạn bè và đường tiểu nhân. Tiểu nhân này mình chỉ đề phòng thôi, còn bảo tránh tiểu nhân thì không thể tránh được nhá, kiểu gì thì vẫn dính với tiểu nhân. Bản thân của mình có sống tốt đến mấy chăng nữa thì vẫn bị tiểu nhân người ta nói xấu sau lưng nha. Bùi Văn Bình sinh năm 1995. Bạn Bùi Văn Bình sinh năm 1995, tuổi Ất Hợi à, tuổi Ất 1995 là tuổi Ất Hợi, năm nay là tuổi 26. Đứng cái chữ Ất A Di Đà Phật nói về cái tuổi Ất Hợi cũng thế nha. Toàn gặp những cái chuyện thị phi rắc rối không đâu thôi, toàn chuyện nhưng không đâu không đâu ập đến với mình, chuyện cũ chết chuyện mới lại xảy ra thôi. Đấy là cái tuổi 95 đứng chữ Ất Hợi nhá. Bản thân của mình là có duyên âm đi theo, trước khi lập gia đình cũng phải đi cắt duyên âm đi cho cô nhá. Trần Thị Lan sinh năm 1997. Bạn Trần Thị Lan sinh năm 97 là tuổi Đinh Sửu, đứng chữ Đinh, tuổi này con đường đi xa, thực nghiệp thành công, muốn được công thành danh toại phải qua cái tuổi 38 39 trở đi. Trong công việc làm của mình có người đàn ông khoảng độ 45 đến 50 tuổi, người ta sẽ đỡ đần về đường công việc sau này cho bạn nhá. Hiện tại công việc làm của mình đã có rồi, trong công việc làm của mình có được thuận buồm xuôi gió, mình cứ làm công việc hiện tại đi nhá, hoặc là có thể thay đổi công việc làm ăn cũng rất tốt, con đường đi xa của mình có được sự thành công sau này. Xin chúc mừng bạn nhá. Trịnh Đình Thắng sinh năm 2000. Chào bằng lăng tím nhá. Trịnh Đình Thắng sinh năm 2000, tuổi Canh Thìn, đứng chữ Canh, tuổi này cũng phải giải cô thần quả tú rồi nhá. Bản thân của mình là cũng vướng phải duyên âm chứ không phải nghiệp kiếp tiền duyên đâu, nên là mình chỉ cần đi cắt duyên âm là được. Và bản thân của mình đứng
tuổi cô thần của Tú về đường tình duyên sau này nó hơi buồn một chút nhé. Sau này là sống là phải lựa cái gì cũng lựa lựa thôi. Tuổi này thông minh lanh lợi lắm nhá, nhìn cái gì cũng biết đấy. Con tên Phúc ạ. À, con tên Phúc sinh năm 2003, cái tuổi Quý Mùi năm nay 18 tuổi, đứng cái chữ Quý. Soi về con đường học hành của bạn Phúc sinh năm 2003, mình cần phải cố gắng con đường học hành của mình lên nhé. Cần phải cố gắng con đường học hành của mình lên, không được chệch mảng con đường học. Nếu mình chệch mảng thì sau này con đường học của mình sẽ bị dang dở dở dang sau này nhớ. Còn về cái tuổi của mình đi xa ta mà đi lại không có đường quay về nhá, đi xa không được thuận. Để cô sạc cái pin vào nào. Đi xa nó không được thuận thì đừng cố tình đi. Rồi. Hết pin. Bạn là Hiếu à? Phạm Văn Sang sinh năm 98. Phạm Văn Sang sinh ngày mùng 10 tháng 5 năm 1998. Phạm Văn Sang sinh ngày mùng 10 tháng 5 1998. Bạn Sang sinh năm 98 là tuổi Mậu Dần, đứng cái chữ Mậu. Tuổi này có linh cảm, có giác quan thứ 6 rất chuẩn. Về phần sức khỏe của mình đôi khi là cũng hơi mệt mỏi một chút nhá. Ấy là cô thấy cái sức khỏe của mình không được ổn định đâu, đôi khi là hơi khó thở đấy, có không bạn Sang? Nếu có comment cho cô nào. Tuổi này là tuổi Căn Đồng số lính rồi, đôi khi là đi khám không ra bệnh, sức khỏe của mình không được bình thường, không được tốt cho lắm nhá. 1998 A Di Đà Phật nói về cái tuổi này có dự định đi xa nhá. Đi nếu mà có ý định đi xa thì phải trắc trở 2 đến 3 lần thì mới đi được cơ. Nhưng mà đã đi được rồi thì cái đường công việc của mình sau này sẽ được thành công hơn nhá. Đi ra ngoài được thì cái bản thân của mình sẽ được thành công với cái đường công danh sau này. Sức khỏe của mình không được tốt đâu. Đến thời điểm hiện tại công việc làm ăn của mình có cũng chỉ là tạm bợ mà thôi. Tạm bợ chứ không được thuận cái đường công việc làm ăn. Hiện tại mình có cũng chỉ là tạm bợ mà thôi. Và bây giờ cái sự kinh tế của mình nó còn eo hẹp lắm, nó không được thuận với cái đường công việc làm ăn. Phạm Văn Hơn sinh năm 1900. Phạm Văn Hơn sinh năm 2005 là tuổi Ất Dậu, năm nay 16 tuổi. Bạn Hơn ạ, à, trong gia chung là tộc các cụ gia tiên tổ đến bố mẹ đời mình hiện tại nhá. Trong gia chung nhà mình trước kia các cụ đến thời điểm hiện tại này là gia đình nhà mình cũng có người làm thầy. Bạn Hơn sinh năm 2005 là tuổi Ất Dậu, đứng chữ Ất thì biến vong. Tuổi này cũng là người căn số đấy nhá. Chấm đồng từ thủa lên ba rồi đấy. Bản thân con là người căn quả, căn đồng số lính, tướng số làm thầy đấy nhá. Mắt của con rất là buồn ngủ luôn, cực kỳ buồn ngủ và đôi khi thèm ngủ lắm. Cô chào Lan Hiên, cô chào Hoàng Ngọc, cô chào Hoàng Thị Nhung, cô chào Đỗ Hoàng Mây nhá. Chào Nguyệt Nga, chào mọi người nhá. Nguyệt Nga cô xem rồi, xem lắm thế. Xem một lần thôi, xem nhiều loãng. Cô chào tất cả mọi người, bây giờ là 23, 22 giờ 13 phút, hiện tại cô đang phát trực tiếp để hướng duyên cho các bạn. Hoan hỉ các bạn lên chợ duyên, chia sẻ để chúng ta tiếp tục đồng hành nhau, cô tiếp tục cô xem cho mọi người nha. Hôm nay thì rất là đông, đấy, thì lên hướng duyên với mọi người, các bạn lên follow đi để hôm sau cô lên vừa để báo về điện thoại mọi người luôn, là cô đang xem giúp mọi người nha. Bây giờ là 22 giờ 13 phút, và hôm nay là ngày 11 tháng 12 năm 2020. Hiện tại thì cô đang phát trực tiếp, bạn nào mà chưa được xem để trưa mai cô đi vào xem tiếp buổi trưa ngày mai. Nếu như các bạn mà có nhu cầu muốn xem kỹ, xem riêng, xem chi tiết về cung mệnh của mình, về không gia sự âm phần gia chung nhà mình thì các bạn đặt lịch xem riêng qua Zalo cho cô theo số điện thoại là 0866505866. Cô vẫn tiếp tục xem tiếp cho mọi người nha, chưa dừng đâu. Nhớ kỹ nhé, các bạn muốn xem riêng, xem kỹ hơn nữa thì các bạn đặt lịch xem riêng qua Zalo cho cô theo số điện thoại là 0866505866, biết xem riêng. Bạn nào mà hiện tại đang khó khăn về đường kinh tế, làm ăn không được thuận, từ giờ đến cuối năm còn có 2 tháng nữa Tết rồi nhá. Các bạn muốn chiêu tài khai lộc, muốn thỉnh lộc làm ăn hay muốn xin lộc bốn phương thì các bạn nhắn tin cho cô là viết là lộc bốn phương chiêu tài khai lộc để các bạn làm ăn, công việc suôn sẻ và may mắn. Các bạn trong công việc làm của mình có quý nhân phù trợ, âm phù thì dương trợ hơn. Các bạn muốn thỉnh lộc bốn phương chiêu tài khai lộc thì các bạn viết là lệnh bốn phương nhá. Từ giờ đến cuối năm thì còn có 2 tháng nữa thôi, Tết đến nơi rồi. Đấy, làm ăn chưa được thuận, làm ăn chưa tốt thì các bạn biết là lệnh bốn phương cho cô, chiêu tài khai lộc. Trần Kiều Quốc Việt sinh năm 1988. Rơi cả điện thoại này. Trần Kiều Quốc Việt sinh năm 1988. 88 là tuổi Mậu Thìn của bạn Trần Kiều Quốc Việt.
1988 là tuổi Mậu Thìn, năm nay thay đổi công việc làm ăn rất tốt, từ giờ đến cuối năm còn có 2 tháng nữa thôi, có dự định cái gì, thay đổi cái gì hay là muốn kinh doanh buôn bán cái gì đó thì làm đi cho cô nhé, bạn Quốc Việt nhé. Công việc làm ăn của mình ở đây có sự thăng tiến, buôn bán làm ăn có lộc, dự định đi xa cũng rất là thành công, dự định làm gì thì làm đi, công thành để danh toại, công việc làm ăn từ giờ đến cuối năm kinh tế tiền của làm ăn ra tiền nhá, làm ăn có tiền đấy. Cô chào bạn à. Trần Trần Ý Hà sinh năm 1995. Chữ nó bé quá. Trần Ý Hà sinh năm 1995 tuổi Ất Hợi. A Di Đà Phật nói cái tuổi Ất Hợi cũng thế, con đường đi xa sự nghiệp làm ăn được thành công, vận hạn của mình rơi vào tháng 5 thì đã qua rồi nhé. Tháng 9 năm thì có cơ duyên cơ hội làm ăn đến với mình nhưng toàn bỏ qua rồi, tuột tay mất rồi. Bản thân cái tuổi 95 tuổi Ất Hợi của mình là quan ngựa lớn đệ ngũ, tuần tranh ứng bóng mình. Mình mà muốn giữ được cái lộc làm ăn thì đến quan lớn tuần tranh để xin lộc làm ăn đi cho cô nhé. Cô chào bạn Đỗ Hồng Mây sinh năm 1983. Bạn Đỗ Hồng Mây sinh năm 1983, cái tuổi 83 quý hợi của bạn Đỗ Hồng Mây cũng thế, đứng cái chữ quý, tuổi này thì thân tự lập thân, tuổi này thì cũng nước mắt chăn cơm nhá, đôi nhân xử thế nội ngoại đôi bên cũng là đến được mình. Bản thân của mình hoặc là gia chung nhà mình là có người lập gia đình 2 lần đấy, có không, nếu có comment cho cô nào. Từ giờ đến cuối năm làm ăn không có lộc đâu nhá, bản thân của mình còn khó khăn, muôn vàn khó khăn, chưa có cái gì gọi là suôn sẻ đến với mình cả. Cô chào Huệ Trang sinh năm 1979, vợ sinh năm 90, 79 kỷ mùi năm nay là 42, vợ sinh năm 90 là tuổi Canh Ngọ. Kỷ mùi là mệnh hỏa, canh ngọ là mệnh thổ, hỏa thổ tương sinh, mệnh vợ chồng thì rất tốt nhưng cung duyên vợ chồng đôi khi không khác nhau về cái khẩu nhá, đôi khi không được hòa thuận nhau đâu. Bản thân của mình tuy rằng lấy chồng xa tuổi hơn mình đi chăng nữa nhưng ở đây có thể là đôi khi không được hòa hợp nhau, công danh sự nghiệp tài lộc làm ăn từ lúc lấy nhau đến giờ cái tiền công của không có, toàn hết tiền hao hụt tiền nong thôi, chưa được thuận cái đường công việc làm ăn. 2000 năm nay mua xe được không, màu gì, hỏi thế thì cô trả lời sao bây giờ. Cô chào bạn Nguyễn Thị Trang sinh năm 1992. Bạn Nguyễn Thị Trang sinh năm 1992 là tuổi Nhâm Tân, năm nay 29 tuổi, đi xa rất tốt bạn Nguyễn Thị Trang nhé. Nhưng mà cái duyên của mình cũng thật cẩn thận một chút là 2 lần đò, bản thân của mình có bỏ một đốt con rồi, đi cầu siêu đi con gái nhá. Tô Văn Thành sinh năm 2001, tuổi này có hạn tam tai, đề phòng cho cô trong tháng 9, tháng 10, tháng 11, tháng 12, từ giờ đến cuối năm liên quan đến xe cộ đi lại cẩn thận cho một chút. Tháng 10 âm lịch này rất là đỏ cho mình nhưng mà mình cũng có phải tránh cho cô. Đỏ có tiền nhưng mà liên quan đến kinh tế, không biết là mình làm gì mà liên quan đến tiền. 2001 ạ. À? Cô không biết là mình rất là ít tuổi nhưng mà không biết làm gì mà liên quan đến kinh tế đây. Nguyễn Thị Thanh Xuân sinh năm 1987 là tuổi Đinh Mão. Tuổi Đinh Mão năm nay tuổi 34 bạn Thanh Xuân nhá. Năm nay là tuổi 34. Tuổi 34 vì nếu mà nói trong cái tuổi 34 là tuổi Đinh Mão đứng trên đinh mệnh hỏa của mình, nói về đường công việc làm ăn của mình hiện tại đã có rồi. Trong công việc làm của mình có được thuận buồm xuôi gió hay không thì cũng bấp bênh chắc chở 3 năm trở lại đây rồi nhá. Trong cái tháng 12 âm lịch làm ăn có lộc đấy, đang dự định cái gì tháng 12 làm cho cô đi. Tháng 11 chưa làm được, tháng 12 mới làm được nhá. Tuổi 81 của bạn Hương Giang Ngô, 81 là tuổi Tân Dậu hạn tam tai rồi. Năm nay công việc làm ăn của mình cũng không được may mắn đâu nhá. Thôi cố gắng để sang năm làm, dự định cái gì cứ để sang năm đi. Tuổi 81 tuổi Tân Dậu để sang năm, không là năm này làm ăn cũng được. Đau cổ đau gáy lắm, khó chịu. Tiếp tục nha, các bạn viết chữ to ra, bạn nào khôn bạn nên viết chữ to ra đọc cái là được luôn, các bạn ấn viết cái chữ hoa ấy, viết chữ hoa ấy. Cô chào Tứ Nguyễn nhá, dạo này làm ăn được không, lâu lắm hôm nay mới nhìn thấy. Mậu Dần à, mậu thân của bạn Duy Đương sắp sắp hết hạn rồi, sắp hết cái vận đen rồi, bạn là Duy Đương sắp hết rồi nhá, hết tháng này còn có mấy ngày thôi, sang tháng 11 là bắt đầu vận đỏ đến. Mai Đặng Đặng Văn Miều sinh năm 2000 đấy, chữ nó to. Các bạn mà là bạn nào mà khôn ấy, người ta viết chữ hoa chữ nó to ra nhìn cái là có tên luôn. Bạn Mìu sinh năm 2000 là tuổi Canh Thìn, con đường học của mình cần phải cố gắng lên bạn Mìu nhá. Con đường học hành có sự dở dang sau này đây nhá, cố gắng con đường học hành của mình lên, đề phòng đường sông nước ao chum và điện đóm, lưu ý cẩn thận về điện về đóm cho cô nhá. Đấy, tuy rằng lớn rồi đấy nhưng mà đề phòng về phần điện đóm và ao chum cẩn thận cho cô. Còn đường đi xa của mình rất tốt, dự định đi xa sau này thì nên đi, số của mình là có số đi xuất ngoại nhá. Trinh Phạm Quý Mão hay là cái tuổi đứng chữ quý, bản thân cái tuổi Quý Mão tuổi này cũng lênh đênh lận đận thôi nhá. Tính thì nóng, lanh đênh lận đận, công danh sự nghiệp công việc làm ăn năm 2019 chưa bị va chạm đường xe cộ, chưa bị liên quan đến dao kéo mổ xẻ cho người thì liên quan cẩn thận trong năm nay nhá. Sang năm nữa 63 là tuổi Quý Mão, năm nay 58 tuổi rồi, lưu ý cẩn thận cho cô một chút. À, cái tuổi Quý Mão là tuổi này tuổi Can Xấu đồng bóng, đôi khi là tính cục lắm, nóng tính, nói xong là thôi không bao giờ để bụng đâu.
Có cái gì ông xả bằng hết rồi nói thôi, chứ không bao giờ để bụng. Trần Thị Phúc sinh năm 1993. Trần Thị Phúc sinh năm 1993. Cái tuổi 93 của bạn Trần Thị Phúc sinh năm 93 là tuổi Quý Dậu, đứng cái chữ Quý để xem năm nay công việc làm ăn của mình hiện tại đã có công việc làm rồi. Trong công việc làm của mình có được thuận buồm xuôi gió hay không? Từ giờ đến cuối năm công việc làm ăn có sự trắc trở nhá. Thị phi bon trên tiểu nhân hãm hại có người nói xấu sau lưng của mình rồi đấy nhá. Tháng 8 âm lịch đã liên quan đến kinh tế tiền của chưa? Nhá, mất tiền mất của có thấy động trạng đến tiền nong đấy, làm gì cũng liên quan đến tiền mà thôi. Trong gia chung là tổng nhà mình trước kia có người làm thầy và gia chung nhà mình có người lấy hai vợ lập gia đình hai lần nhá. Một là hai chồng, hai là hai vợ. Đấy, Bùi Xuân Dũng trôi qua mất rồi. Dũng comment lại cho cô. Âu Dương Tình Âu Dương Tình sinh năm 1988, tức là đọc được rồi nhưng mà comment nó lại trôi nhanh là chưa kịp liếc là cái ngày tháng năm sinh. Âu Dương Tình sinh năm 1988, 88 là tuổi Mậu Thìn mà Âu Dương Tình cũng thế nhá. Tay vẫn hoàn trắng tay đến thời điểm hiện tại, công danh sự nghiệp làm ăn tiền của không có đâu nhá. Làm đâu hết đấy, tiền vào cửa trước lại ra cửa sau, kiếm tiền thì rất tốt. Bản thân của mình thì kiếm tiền ra tiền đấy nhưng mà nó chưa giữ được tiền. Công danh sự nghiệp công việc làm ăn cũng 3 năm trở về đây làm ăn kinh tế không có đâu. Hiện tại tay vẫn hoàn trắng tay nhá. Soi về cửa nhà gia sự mùa ngả rất cát, âm phần dân chung nhà mình được âm các cụ gia tiên tiền tổ, nhà mình có âm phù dương trợ, nhà mình có một bà cô linh thiêng mùa mả không bị động. Về từ giờ đến cuối năm bốc lại cái phần bát hương gia tiên cho cô, tại vì trong bát nhang mình có cốt nhưng cô tên trong gia đình nhà mình hơi lộn xộn, trong thuận chứ không hòa nhau đâu. Cái tuổi 88 tuổi Mậu Thìn tuổi này đi xa không được thuận đâu, đừng cố tình đi xa, ít nói lành tính lắm nhá, hiền quá, dân gian lại hay bị người ta cưới đầu cưới cổ, mạnh dạn lên bạo tính hơn nữa lên. Khản hết tiếng. Các bạn ơi, tôi thì bây giờ ngồi nói chuyện một tí nhá, xong để xuống mình nghỉ nhá. À, cô chào Nguyệt Nga nhá. Kỷ Mùi năm nay hạn lâu chiếu. Đứng trước kỷ thôi. Cái gì thì cái, bản thân của mình để sang năm nó làm. Từ giờ đến cuối năm tốt nhất đừng có bỏ tiền ra làm cái gì hết. Lại mất tiền mà ngay. Em dạo này thế nào hả? 1957 hạ sinh, 1957 là cái tuổi Đinh Dậu. Tỵ Dậu Xỉu tam tai, sức khỏe không được tốt đâu. Mệt mỏi lắm. Nhá. Cô chào mọi người nha. Bây giờ 22 giờ 22 phút. Thì hiện tại cô đang phát trực tiếp thì thôi, thì bạn nào mà chưa được xem để trưa mai nhé. Cô xin dừng xem mệnh ở đây. Bạn nào mà có nhu cầu muốn xem kỹ, xem chi tiết, xem riêng thì các bạn đặt lịch xem riêng qua Zalo cho cô theo số điện thoại là 0866 505 866. Viết xem riêng và để lại số điện thoại kèm theo. Còn bạn nào thứ năm thứ sáu tuần sau, thứ sáu tuần sau tức là hôm nay là nó rơi vào tầm 18, 19, 20 dương lịch. Đấy, cô đi Hà Giang một chuyến để từ thiện trên vùng cao. Đấy, cho các em nhỏ ở trên vùng cao. Quần áo rét, mì tôm, vật phẩm. Bạn nào mà có gửi cái gì để ủng hộ các em vùng cao thì các bạn gửi về cho cô thêm thôn Quảng Cư, xã Tuân Chính, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc nhé. Gửi về cho cô là thôn Quảng Cư, xã Tuân Chính, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Đấy, bạn nào mà muốn thỉnh lộc bốn phương, chiêu tài khai lộc để cho cái sự nghiệp của mình thành công và may mắn hơn. Thành công và may mắn hơn thì các bạn có thể là viết là lệnh bốn phương chiêu tài khai lộc, viết là lệnh bốn phương chiêu tài khai lộc nhá. Để các bạn làm ăn may mắn, được thuận buồm xuôi gió hơn, giúp các bạn thành công trong công việc hơn. À, cô ấy em ở cô ấy em ở Hà Giang nhé, nhất cảm ơn cô về từ thiện. Đấy, đến 18 19 20 dương lịch là cô đi Hà Giang một chuyến để cô đi từ thiện cho các em nhỏ ở trên vùng cao. Các bạn nào ở Hà Giang thì giơ tay nào. Chấm lên cho cô nào, bạn nào ở Hà Giang nào. À, cô này bị đánh ở điện với cô hả? À? Cô làm đồng 10 năm nay rồi cô chưa bao giờ bị va chạm về cái vấn đề đánh cả. 13 tuổi cô là một vận động viên vật tự do nữ ở trên Thái Nguyên nhá. Cho nên là bạn nói gì thì nói cho cẩn thận một chút. 1 4 3 2 1 2 5 4 3. Bảo cô bị đánh hả? À? Cái này thì phải xem xét lại. Bạn của cô thì rất nhiều, bạn vận động viên, bạn đại học, bạn đồng cũng rất là nhiều. Nói là cô bị đánh đôi cô, cái đấy thì bạn phải xem xét lại nha.
Bản thân cô xuất thân từ một vận động viên môn vật nữ tỉnh Thái Nguyên và cô đi tập ở nhổn ở quốc gia 7 năm. Sau đó cô đi học đại học Từ Sơn Bắc Ninh. Chưa bao giờ có va chạm đánh nhau ngoài đường. Các bạn mà muốn thỉnh phong thủy hay là muốn làm gì thì các bạn có thể nào viết là xem riêng nhá, xem riêng phong thủy thì biết là phong thủy nhá. À, Nguyễn Văn Vinh để mai nhá. Thực ra đúng rồi thì ở trên này thì làm sao mà làm vừa lòng hết được mọi người. Cảm ơn mọi người nhé. Không thể làm hết được mọi người đâu. Mỗi người một tính, mỗi người một niết, mỗi người sống một kiểu. 100 trong số 100 người thì có 98 người tốt, còn hai người người ta phá ngang. Cho nên là cái thành phần đó thì mình không thèm chấp. Các bạn nghe chưa? Mình chấp người ta thì mình bằng người ta mất. Mình là người luôn luôn đi từ thiện mà. Suốt ngày đi từ thiện, đi giúp các gia đình nghèo khó ở trong tỉnh Vĩnh Phúc nhá. Trong tỉnh Vĩnh Phúc mình thôi. Bạn nào mà có sổ nghèo đi khám bệnh ấy là gia đình cô cũng chuyển chở đi miễn phí luôn, có sổ nghèo nhá. Đấy. 0866 505 866. Viết xem riêng và để lại số điện thoại kèm theo. Mất giọng rồi, bây giờ không thể xem được nữa, để trưa mai. À, Cung Hoàng ơi, để mai đi. Lâu không gặp cô à? Tại vì các bạn cứ lơ cô đi, cho nên là thỉnh thoảng mới lên gặp cô. Cô chào Lô Văn Biên nhá. Lô Văn Biên sinh năm 95, đứng chữ Ất Hợi thì bản thân con cũng lưu ý một chút về đường xe cộ, về đường tiền nong và cung bạn bè nhá. Nặng nhất là về cái cung bạn bè thôi, còn xe cộ đi lại nó chỉ là va chạm nhẹ xây xước thôi. Hôm nay thì xem không được phiêu cho lắm đúng không? Hôm nay là hơi mệt. Thở ra còn mệt này. 18, 19, 20 nhá. 18, 19, 20 cô đi Hà Giang. À, năm nay chuyển công việc à? Đinh Thị Thanh Dung 87, năm nay 2021 có cơ chứ. 2021 mới chuyển đúng không? Được. Bản thân của mình làm về bất động sản đó rất là tốt. Nếu mà mình làm được cái đấy thì cô xin chúc mừng luôn. Mất nick à? Đấy, còn các bạn xem riêng thì các bạn xem riêng thôi. Cô chào Nguyễn Minh Chiến để mai nhé. Chào mọi người nha. Đinh Vương Thảo 2003 quý mùi 18 sang năm 19 tuổi tôn nhang đi. Nếu mà con không tôn nhang đến năm 20 tuổi là con sẽ bị một cái cung hạn rất là nặng. Nặng về liên quan đến tính mạng của con nhá. Thì năm 19 tuổi thôi bảo bố mẹ đi tôn nhang cho con. Cô đâu làm quan đâu, cô làm dân bình thường mà. Nguyễn Khắc Đào Mai thôi để mai đi. Các bạn ơi có gì để mai nhá. Lê Thị Dung để mai đi, Nguyễn Tiến Quân để mai đi. Quân 2001 tam tai Tỵ Dậu Xỉu tam tai, các bạn nhớ kỹ này, Tỵ Dậu Xỉu và tam năm nay cái hạn tam tai cũng rất là nặng. Thái để mai nhá, Thái nhá. Cuộc đời lớn, ok nhá. 0866 505 866 có ghi ở trên màn hình rồi nhá. Các bạn muốn tìm hiểu kỹ thì lên nick của cô để tìm hiểu thêm. Nick Facebook của cô là nick fanpage Triệu Thị Thêm, thôn Quảng Cư, xã Tuân Chính, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Con nhấn nhiều lắm rồi à? Nhấn nhiều nhưng mà chưa được xem đúng không? Tại vì ở trên này comment nó trôi nhanh lắm.
Con đợi lâu rồi, có mấy ngày thôi mà. Có mấy ngày thôi mà. Con có duyên gặp cô mà không trả lời. Mai bây giờ, mai 12 giờ đi, 12 giờ 15 phút đi. Cô phát trực tiếp 1999 Đô Hoàng Nam mai nhá. Anh Thư để mai đi, Hoàng Thị Kiều mai nhá, chưa mai nhá. Chưa mai nên comment đi để cô hữu duyên. Comment 30 phút buồn. Vừa gửi Zalo hả? Ok nhá. Bùi Thị Thư ơi, để mai nhá. Con nhắn máy à? Comment. Các bạn mà khôn ra thì các bạn viết chữ to, viết họ và tên, viết năm sinh ở cạnh là được rồi. Viết ngắn thôi thì cô mới đọc được, viết dài quá cũng không kịp đọc luôn. Tại vì comment nó trôi 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 kiểu như là nước chảy á. Viết chữ bé tí như căng hết cả mắt ra không nhìn được cái chữ đâu. Cảm ơn cô. Ok, chưa được xem cũng không nên buồn, tại vì là cô vẫn còn liver nhiều chứ không phải là liver một hai hôm là cô nghỉ đâu, còn liver nhiều lắm nhá. Thế nên các bạn cứ follow cho cô đi, càng nhiều follow thì các bạn càng được hữu duyên nhiều. Ok nhá, cảm ơn. Tí nữa cô nghỉ bây giờ. Rồi các bạn nghỉ ngơi đi. Có gì thì trưa mai tiếp tục đồng hành cùng nhau. Hoàng Cung à, xem riêng thì con làm fan cứng của cô luôn rồi à? Thần sùng thì ok nhá. Xem riêng thì các bạn đặt lịch qua Zalo, số điện thoại là 0866 55586. Ừ, thế được rồi. Các bạn nghỉ ngơi nhá. Mai là thứ bảy cuối tuần. Chúc các bạn và gia đình luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong mọi lĩnh vực. Cảm ơn tất cả các bạn đã lên đồng hành cùng cô suốt buổi tối ngày hôm nay. Đã lên chia sẻ, đã lên follow, comment và đồng hành cùng cô suốt buổi tối hôm nay. Thì cảm ơn tất cả mọi người. Chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ, ngủ ngon và có giấc mơ đẹp nhá. Ok, thành sung nhá. Chúc ngủ ngon nhá. Hẹn gặp lại các bạn ở buổi trưa ngày mai nha. Ok, ngủ ngon Hoàng Cung nhé. Cuộc đời lớn ngủ ngon nhá. Cô có thấy con không à? Bây giờ mới thấy. Nhưng con bình luận mà không à. Thôi để hôm khác. Còn nhiều mà. Thôi các bạn nghỉ đi. Con tên Phúc, Phúc là cô xem rồi. Con tên Phúc là cô xem rồi. Nha. Không biết là nãy con có để ý không?